Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 231 Áo Cưới Khi Hòa Yến trở về phủ, trời đã rất khuya. Hòa Vân xin kể cho nàng nghe chuyện Bạch Mộ Vi đến phủ, Hòa Yến nghe đến đoạn bọn họ định ngày tốt, không khỏi ngạc nhiên. Năm sau, đúng vậy, hòa vân sinh nhìn biểu cảm của nàng ngươi cũng cảm thấy quá gấp đúng không không hẳn là vậy hòa yến trả lời chỉ là gần đây triều đình có nhiều việc sứ giả ô thác vừa đến kinh thành hôm nay tương lai hai tháng sẽ rất bận rộn ta và tiêu giác làm sao có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ hòa vân sinh nhướng mày ngươi không cảm thấy quá nhanh sao vẫn ổn hòa yến nói bệ hà đã ban hôn sớm muộn cũng phải gả thôi có vấn đề gì đâu đó dù sao cũng là hôn nhân của ngươi. Hòa Vân Sinh nhức đầu. Ngươi cũng phải quan tâm chút chứ. Hòa Yến cảm thấy không cần phải làm quá mọi chuyện. Trong kiếp trước khi nàng thành thân, cũng là lúc trở lại kinh thành, sau khi trao đổi thân phận với Hòa Như Phi không lâu thì xuất giá. Thời gian rất gấp, nhưng Hòa Gia đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ đồ cưới đến áo cưới, nàng không phải bận tâm gì. Không biết các nữ tử khác khi xuất giá có giống vậy không, nhưng trong ký ức của nàng, việc xuất giá chỉ là chuyển từ một ngôi nhà sang một ngôi nhà khác. Hòa tuy mắng hòa vân sinh. Tỷ tỷ ngươi đã tính toán kỹ lưỡng, ngươi lo lắng cái gì? Rồi quay sang hỏi hòa yến. Yến yến, tiêu đại nãi nãi khi tới đã nói xính lễ đều chuẩn bị xong, ngươi lại có chức quan, sau khi gả vào tiêu gia, không cần phải lo lắng chuyện gì, mọi thứ vẫn như trước. Về phần đồ cưới, cha cũng đã tích lũy cho ngươi từ lâu, nhà chúng ta tuy kém tiêu gia, nhưng ngươi không cần xấu hổ hay buồn phiền nhà chúng ta gả con gái hàng tháng đều có bổng lộc không cần phải so sánh với đồ cưới nhưng còn một việc cuối cùng hòa ti gãi đầu ngươi đi lương châu lâu như vậy áo cưới vẫn chưa thêu xong giờ mà tự thêu thì không kịp rồi trong thành sóc kinh có vài thợ thêu xuất sắc ngươi thích ai thì cha sẽ mời nàng đến may áo cưới cho ngươi sẽ kịp thôi điều đó không phải sẽ tốn kém lắm sao hòa yến hỏi con gái ta xuất giá dĩ nhiên phải tốt nhất rồi hòa tuy đáp cha vẫn còn nhiều bạc ta cũng không thiếu tiền hòa yến nói chuyện áo cưới ta tự có cách cha không cần lo lắng nhưng mà chuyện hôn nhân của ta đương nhiên ta tự mình quyết định hòa yến đứng lên chẳng lẽ ngay cả áo cưới cha cũng phải chọn cho nữ nhi sao cha không có ý đó hòa tuy vội nói nhìn thấy ánh mắt của hòa yến đành chịu thua thôi ngươi cảm thấy thế nào tốt thì cứ làm nhưng nếu chọn được thợ thêu tốt nhất định phải nói cho cha để cha mời nàng đến con biết rồi hỏa yến nhìn ra bên ngoài trời đã khuya cha ngươi và vân sinh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi sau khi tắm xong thanh mai vào nhà bưng nước nóng đi vừa nói nếu ngày tốt đã định xong qua năm mới cô nương sẽ phải lập gia đình nhưng sao cô nương lại không có vẻ lo lắng gì vậy thành thân cũng đâu phải ra chiến trường hỏa yến bật cười có gì mà phải lo lắng Cô nương thật gan giả. Dạ. Thanh Mai lầm bầm. Còn về áo cưới thì sao? Cô nương không nghĩ đến khi mặc áo cưới gà cho tiêu đô đốc sẽ trông thế nào sao? Hòa Yến khẽ sững sờ. Trong kiếp trước, khi nàng gà cho hứa chi hằng, hòa gia đã chuẩn bị áo cưới cho nàng, thực sự rất hoa lệ tinh xảo. Nhưng khi Hòa Yến nhìn thấy mình trong gương với mũ phượng khăn quàng vai, nàng luôn cảm thấy có chút không tự nhiên. Dưới những bộ quần áo tinh xảo là những vết sẹo, dù che thế nào cũng không thể giấu được khỏi ánh mắt người khác, và nàng phải chấp nhận cuộc sống trong phủ lạ lẫm với thân phận nữ tử không biết tương lai sẽ ra sao. Dù mong đợi, nhưng sâu trong nội tâm, thực sự cũng là một nỗi sợ hãi. Bây giờ nàng không còn sợ chuyện lấy chồng nữa, có lẽ vì tiêu giác đã hứa rằng, dù sau khi đến tiêu gia, nàng cũng không cần phải hy sinh gì cả, chỉ cần sống thật với chính mình. Thanh Mai thấy Hỏa Yến không nói gì, cho rằng nàng cuối cùng cũng thẹn thùng, liền vui vẻ cười, bưng nước nóng ra khỏi cửa. Tiếng đóng cửa khiến Hỏa Yến tỉnh táo lại, nàng nằm xuống giường, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, từ trong áo lấy ra viên hắc ngọc xà văn. Viên hắc ngọc dưới ánh đèn ban đêm phát ra ánh sáng lạnh buốt nhưng ấm áp. Viên ngọc này tiêu giác đã tặng nàng, Hỏa Yến sợ rơi nên buộc vào dây thường đeo như vòng cổ. Một chiếc áo cưới đẹp mắt, chắc chắn phải tốn không ít bạc. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đã phải vất vả vì hôn sự của nàng, không biết nếu cầm viên ngọc này đến phường thiêu, người ta có nể mặt tiêu giác mà cho nàng ký sổ không? Nhưng mà, ký sổ làm áo cưới, nếu chuyện này truyền ra, mặt mũi nàng thì thôi không nói, nhưng tiêu giác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không được, hỏa yến cất viên ngọc vào lại, rồi chờ mình, từ xưa đến nay, thành thân thực sự là một việc tốn kém. Đêm trên núi, trong điện rộng lớn, hai mảnh gỗ cự hồ nằm trước điện, yên tĩnh như đang ngủ một con bồ câu xám vỗ cánh bay tới trước bàn nhỏ, đôi mắt đen lấy chớp chớp, mổ vào mâm sứ đựng quả dại màu đỏ trên bàn. Một bàn tay tinh tế đưa tới, gỡ ống đồng buộc trên chân bồ câu xuống. Một lát sau, bốp, một tiếng, ống đồng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo. Có người ngáp dài, mơ màng hỏi. Thế nào? Người nói chuyện có khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, mắt bị thịt trên chật trội thành một đường nhỏ, nhưng lại không béo phì đến mức làm người ta phản cảm ngược lại trông hơi khôi hài và thân thiện. Nếu hỏi yến ở đây, nàng sẽ nhận ra người này là lỗ đại xuyên, sư phụ của tiêu giác, người rất giỏi đúc kiếm mà nàng đã từng gặp. À, lỗ đại xuyên nhìn thấy con bồ câu đang mổ quả dại, sướng sờ. Có tin ai vậy? Còn có thể là ai? Chính là học trò cưng của ngươi. Người phụ nữ cầm tin xoay người lộ ra khuôn mặt phong tình vạn trùng. Người phụ nữ này khoảng ba 40 tuổi không phải là xinh đẹp nhưng khuôn mặt đầy phong tình, mắt rất quyến rũ, môi mỏng, lộ rõ vẻ lạnh lùng và khắc nghiệt. Sự mâu thuẫn này lại được nàng kết hợp rất tốt, cuối cùng tạo nên vẻ tiên mị khó tả. Khuôn mặt như vậy nhưng lại mặc vải thô, tóc buộc lỏng lẻo bằng cành cây, trông giống như sơn quỷ trong truyền thuyết. Hoài Cần đưa tin đến rồi. Lỗ Đại Xuyên ngạc nhiên nói. Tại sao hắn lại đột nhiên đưa tin? Người phụ nữ cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là sai người làm việc, ngươi tưởng hắn đến để quan tâm, thăm hỏi chúng ta sao? Ta đương nhiên biết hắn đến để sai việc. Lỗ đại, xuyên cười tùm tìm nói. Lần này là chuyện gì? Tên này qua cuối năm liền muốn thành thân, phu nhân quý giá của hắn còn thiếu một chiếc áo cưới, hắn cầu ta thêu một chiếc thật đẹp. Người phụ nữ vừa nói vừa giận dữ. Chỗ ta là phường theo sao? Hắn sai khiến ta không chút nương tay. Đừng nóng giận mà. Lỗ đại xuyên rót cho nàng chén trà dù sao như tinh cô nương của chúng ta năm đó cũng là đệ nhất thêu nữ nổi danh khắp thiên hạ đại ngụy như tinh không chút động lòng trước lời nịnh nọt lớn tuổi rồi gọi cái gì mà cô nương còn cái gì thêu nữ đều là chuyện bao nhiêu năm trước ngươi còn nhớ rõ lỗ đại xuyên nháy mắt đương nhiên nhớ sau khi ngươi lên núi bao nhiêu người tìm tung tích của ngươi khắp nơi sóc kinh trong thành đến giờ vẫn còn truyền thuyết về ngươi lỗ đại xuyên nói ngươi thêu tài giỏi như vậy trên trời dưới đất cũng không tìm được ai giỏi hơn hoài cần cũng vì thế mà tìm ngươi nhờ giúp đỡ ta chưa thấy qua học trò nào sai khiến sư phụ thuận buồm xuôi gió như vậy như tinh trừng mắt nhìn hắn trong chúng ta chỉ có ngươi là chiều chuộng hắn nhất cái đức tính thối tha này của hắn là do ngươi nuông chiều mà ra lỗ đại xuyên rất vô tội chúng ta năm người cùng làm sư phụ hắn sao lại nói là ta tạo thành lại nói như tinh ngươi thực sự cho rằng năm đó ta có nuông chiều hắn sao như tinh liếc hắn một cái, không nói gì. Đương nhiên không có, tiêu giác khi lên núi còn rất nhỏ, đến khi 14 tuổi xuống núi, cũng chỉ là một thiếu niên. Nhưng trong mười mấy năm đó, không có một ngày nào là dễ dàng. Tiêu trọng vũ biết rõ sau này hắn phải gánh vác tương lai của tiêu gia, đi trên con đường cô độc và gian nan, yêu cầu năm người chúng ta phải dạy dỗ hắn một cách khắc nghiệt. Chịu đựng những gì người thường không thể chịu đựng, mới có thể đạt được những gì người thường không thể đạt trên đời đều nói tiêu trọng vũ có phúc lớn, đại thiếu gia đã sinh ra siêu quần bạt tủy, nhị thiếu gia còn vượt trội hơn. Nếu không có tính cách lạnh lùng và cứng rắn, thật sự không thể so sánh được với tất cả nam nhi của đại ngụy. Thế nhưng, không ai biết tiêu giác đã trải qua những năm tháng như thế nào trên núi. Đó cũng không phải là một sự hưởng thụ, các sư phụ cũng là người, không phải thần tiên, đều có thất tình lục dục, đôi khi thấy tiểu hài từ thực sự đáng thương, khó tránh khỏi động lòng chắc ẩn nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài cứ như vậy tiêu giác đối với các sư phụ không có tình cảm sâu đậm từ khi hắn xuống núi ngoài việc hàng năm lên núi một lần bình thường cũng không qua lại nhiều lỗ đại xuyên rất hiểu ai có thể có sắc mặt tốt với người từ nhỏ đã bị tra tấn đánh chửi rồi bị ném vào trận pháp giam giữ tiêu giác chưa trở về trả thù đã là cực kỳ kiềm chế tốt còn tốt còn tốt lỗ đại xuyên chắp tay trước ngực trước đây ta lo hắn ở trên núi quá lâu tính tình bị nuôi quái gở lạnh lùng cứng rắn nói không chừng cả đời sẽ sống cô độc nhưng giờ cuối cùng cũng yên lòng nếu vì chúng ta mà hắn không cưới vợ tội đó lớn lắm còn tốt còn tốt a di đà phật như tinh lườm hắn cô gái đó thế nào lỗ đại xuyên thế nào là thế nào ngươi đã gặp cô gái đó rồi như tinh không kiên nhẫn hỏi cô gái trầm ra đã theo đuổi hắn nhiều năm nhưng hắn không động lòng nhưng lại quan tâm cô gái này, còn sai ta thêu áo cưới cho nàng. Ta muốn biết, cô gái này có gì đặc biệt. Nàng vuốt tóc mai. Có đẹp hơn ta không? Lỗ đại xuyên cười ha ha. Người ta mới 17-18 tuổi, phong nhã hào hoa, người đã nửa bước tiến vào đất, làm sao có thể so. Người có phải lâu rồi không bị đánh phải không? Như tinh mỉm cười. Ta chỉ đùa thôi. Lỗ đại xuyên ho nhẹ. Cô nương đó ta thấy rất tốt, người nên tin tưởng ánh mắt của hoài cẩn. Ánh mắt đàn ông từ trước đến nay không đáng tin, Như Tinh chẳng thèm để ý. Ánh mắt kiếm của ngươi phải tin chứ? Lỗ Đại Xuyên mỉm cười. Hoài Cần Ẩm Thu kiếm rất thích nàng. Ngày đó nàng giúp Hoài Cần sửa Ẩm Thu kiếm, khi kiếm đến tay nàng, ta có thể cảm nhận được Ẩm Thu kiếm thích nàng. Ta ở trên núi nhiều năm rồi, gặp nhiều kiếm hơn gặp người. Ẩm Thu theo chủ nhân, Ẩm Thu thích tiểu hòa cô nương, nàng nhất định không tệ. Lặng im một lúc lâu, Như Tinh mới nói, không chừng kiếm đó ở chiến trường lâu đầu óc cũng không rõ ràng ngươi nói vậy là không có ý nghĩa lỗ đại xuyên nói ngươi biết ngươi bây giờ giống cái gì không giống như bà mẹ chồng chua ngoa không ưa cô dâu mới vào cửa ngươi nói ai là bà mẹ chồng xấu như tinh nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí ta nói là ngươi nên thả lỏng một chút lỗ đại xuyên nói hoài cần nhìn người có cân nhắc hơn ta và ngươi hắn thích tiểu hòa cô nương chúng ta làm trưởng bối nên ủng hộ Hoài Cần dù bình thường đối xử lạnh lùng với chúng ta, nhưng người cũng biết, chúng ta ở trên núi nhiều năm yên bình, không bị quấy dày, cuối cùng là vì cái gì? Như tình im lặng. Giờ hắn có thể cưới vợ, cũng không uổng công tiêu tướng quân đã giao phó hắn cho chúng ta. Lỗ đại xuyên cảm thán, trong điện gió mát, khiến người ta nhớ lại những đêm trên núi năm đó, thiếu niên lạnh lẽo với khuôn mặt tươi cười luyện kiếm, luyện mãi, chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành. Như tinh trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài lỗ đại xuyên gọi lại ê ngươi đi đâu đương nhiên là về như tinh cắn giang nói giúp đồ đệ chết tiệt của ngươi theo áo cưới lão nương thật là dạy ra cái tên đòi nợ khó khăn lắm mới đưa người xuống núi giờ sắp cưới vợ lại thêm phiền phức cho ta đại ngụy đệ nhất theo nương lỗ đại xuyên cười tùm tìm phía sau nói theo ra áo cưới đương nhiên là tuyệt nhất thiên hạ đó là dĩ nhiên giọng như tinh cũng mang chút ý cười hy vọng cô gái đó xứng đáng với tay nghề của ta. Việc tiêu giác mời sư phụ của mình đến theo áo cưới cho Hỏa Yến, nàng không biết. Bạch Mộ Vi sai người tới nói, tiêu giác đã chuẩn bị giá y. Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh cảm thấy không tự nhiên, nào có chuyện áo cưới của nữ tử do nhà chồng chuẩn bị, nhưng Hòa Yến lại thấy tiêu giác rất chu đáo, biết rõ nàng không giỏi làm mấy việc này, nên tự mình lo liệu, khiến nàng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm ngày cưới cuối cùng đã định vào ngày mùng 10 tháng riêng. Tiêu gia đã phát thiệp cưới, khắp sóc kinh đều biết. Hòa gia không có nhiều bạn bè thân thích, nhiều nhất cũng chỉ là mấy người bạn của Hòa tuy khi còn làm giáo ý. Hòa tuy lo lắng rằng nhà mẹ đẻ sẽ không có nhiều người đến dự lễ, những ngày này luôn lo lắng, nhưng Hòa Yến không coi đó là việc lớn. Thành thân không phải là đi đánh nhau, cần gì nhiều người cho lắm. Huống hồ nàng cũng không muốn bị người ta nhìn như hầu tử trong lòng chuyện thành thân tạm thời bị nàng gác lại, vì lúc này có việc quan trọng hơn. Sứ giả ô thác cuối cùng đã vào kinh vào mùa đông này. Ngày đầu tiên vào kinh, văn tuyên đế đã tiếp nhận lời xin lỗi và nguyện vọng cầu hòa của sứ giả ô thác. Khi nghe tin này, Hòa Yến tuy không ngạc nhiên, nhưng cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Văn tuyên đế thiên về chủ hòa, điều này đối với nàng và tiêu giác không phải là chuyện tốt. Hòa Vân Sinh ngồi trước mặt Hòa Yến, hỏi. Sau ba ngày, Bệ hạ sẽ tổ chức yến tiệc tại Thiên Tinh Đài. Những người ô thác đó nhất định sẽ nắm cơ hội này để làm nhục người khác. Ngươi chịu được không? Chịu không nổi cũng phải chịu." Hỏa Yến cười khổ, "Tỷ tỷ ngươi ta trước quan còn chưa đủ lớn để có thể chống lại ý chỉ của bệ hạ." Thiên Tinh Đài thiết yến cũng là để phô trương quốc uy đại ngụy, cho người ô thác thấy rõ sự giàu mạnh của đại ngụy. Nhưng Hỏa Yến là võ tướng, đối diện với quân địch đã tàn sát dân chúng đại ngụy ở một nơi, thật sự không thể chấp nhận được càng không muốn nhìn thấy người ô thác ti tiện diễu võ dương oai trên đất đại ngụy. Người nghĩ, Hòa Vân Sinh trầm ngâm, Hoàng thượng sẽ đồng ý cho họ mở chợ trao đổi tại đại ngụy sao? Hiện tại khắp sóc kinh đều truyền tin này, Hòa Vân Sinh biết cũng không có gì bí mật, Hòa Yến thỉnh thoảng cũng sẽ nói với Hòa Vân Sinh về tình hình triều đình hiện tại. Theo nàng, sau này Hòa Vân Sinh dù theo văn hay võ, phần lớn sẽ muốn nhập sĩ. Biết trước những việc này chỉ có lợi, không có hại hòa yến lắc đầu ta không biết nàng cũng đã hỏi tiêu giác về việc này tiêu giác chỉ nói văn tuyên đế tạm thời không đồng ý nhưng tương lai thế nào vẫn chưa rõ ai hòa vân sinh thở dài những người ô thác đó giết nhiều bách tính đại ngụy nếu còn muốn nghênh đón họ vào cửa làm ăn những bách tính đã chết sẽ nghĩ sao những binh sĩ chết dưới tay ô thác sẽ nghĩ thế nào thật là hắn muốn nói thêm vài lời nhưng người đó dù sao cũng là thiên tử sao lại cho hắn xen vào đành nuốt lời xuống, chỉ là trong mắt lộ rõ sự thất vọng. Không chỉ Hòa Vân sinh thất vọng. Hòa Yến hiểu rõ trong lòng, Văn Tuyên Đế đồng ý lời cầu hòa của ô thác cũng là đánh vào mặt tiêu giác. Phong Vân tướng quân thì sao? Dù có anh dũng vô địch, chiến thắng lớn tại Tế Dương, nhưng chỉ cần được Hoàng đế ưa thích, họ vẫn có thể nguyên ngang vào đất đại ngụy, thậm chí hưởng những tiện lợi mà thương nhân đại ngụy cũng không có. Thật là châm chọc, có lúc, tự cho là thông minh lại chỉ là tự đập chân mình nếu mọi việc thuận lợi, ô thác quốc và đại ngụy. Hóa can qua làm ngọc bạch. Sẽ có lợi cho hòa như phi, từ kính phủ, hứa chi hằng, thậm chí cho quốc chủ ô thác ở xa nghìn dặm. Nhưng đối với con dân đại ngụy, đối với tiêu giác, đối với bản thân hòa yến, lại không có chút lợi ích nào. Vì vậy, không thể để máu của các tướng sĩ đã hy sinh trước đây chảy uổng phí. Phải khiến văn tuyên đế đề phòng những người ô thác xảo trá này, thấy rõ bộ mặt thật của họ ba ngày nữa tại thiên tinh đài, Hòa Yến nghĩ, lúc đó sẽ có một trận náo nhiệt thật sự để xem. chương 232, so kiếm. Ba ngày sau, Văn Tuyên Đế tổ chức Yến tiệc tại thiên tinh đài. Thiên tinh đài nằm phía trước cung điện mới, trên một đài cao, phía trước là lễ đài tế tự. Sứ giả ô thác, mã ninh bố, vào kinh thành. Bệ hạ đồng ý cho ô thác bồi thường cầu hòa, bên ngoài hiền lộ rõ ràng ý chí nhân từ của quân chủ đại ngụy, thực chất cũng để dương cao quốc uy. Kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên Hỏa Yến tham gia loại yến tiệc này. Sáng sớm, nàng thay quan phục, áo quan màu đỏ với họa tiết hoa, đai lưng màu đen huyền. Dáng người nàng không cao lớn như nam tử, mặc áo quan có phần hơi rộng, nhưng nhờ vóc dáng thẳng tắp, nàng trông vẫn rất thanh thoát. Giờ đây, cả triều đình đều biết nàng là nữ tử, không cần giả trang thành nam tử nữa. Thanh Mai chỉ tô nhẹ lông mày, thoa một lớp phấn mỏng. Đôi môi nàng vốn đã hồng hào, không cần dùng son môi. Tóc dài được buộc gọn thành chùm đuôi ngửa phía sau, trông rất thanh thoát. Hỏa Yến nhìn vào gương, thấy hình ảnh một nữ tử thanh lệ mà hào hùng. Không còn giả trang nam tử, cũng không quá mềm mại, bộ trang phục này thực sự là bộ vừa mắt nhất từ khi nàng trùng sinh đến nay. Hỏa Yến cầm lên chén trà trên bàn, uống một ngụm rồi nói. Thời gian cũng gần tới rồi, ta ra cửa trước đây. Thanh Mai hỏi cô nương thật sự không muốn nô tỳ đi cùng sao? Ta không phải đi dự tiệc, mang theo ngươi làm gì? Hỏa Yến bật cười. Ngươi cứ ở trong phủ chờ ta trở lại. Nàng ra cửa, tự mình lên xe ngựa. Tiêu giác hôm nay không đến đón nàng. Dù hai người sắp thành thân, nhưng trước khi thành thân, Hỏa Yến vẫn là Vũ An Hầu, còn Tiêu Giác là vị hôn phu. Công việc và việc tư phải rõ ràng, hôm nay trường hợp này không cần quá tùy tiện. Nàng không mang theo gia nhân, tự mình đến thiên tinh đài, điều này thực sự hiếm. Xe ngựa đã được chuẩn bị từ hôm qua, khi đến gần thiên tinh đài, Hỏa Yến xuống xe và đi một mình về phía đài. Một số quan viên đã đến, gặp người quen thì chào hỏi và trò chuyện. Hỏa Yến không quen biết nhiều người, đang đứng thì bỗng nghe tiếng gọi vui mừng. Hỏa muội muội. Hỏa Yến giật mình, quay đầu lại thấy Lâm Song Hạc chạy tới. Hôm nay hắn cũng ăn mặc chỉnh tề, trông như một thanh niên tài tuấn trong chiều. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi. Lâm Huynh cũng ở đây sao? Không phải chỉ có quan viên mới được tham dự sao? Ông nội và cha ta đều ở đây. Lâm Song Hạc nói. Thái hậu nương nương thích ta, nên cho ta đến tham gia cho vui. Thì ra, Lâm Công Tử lại đi cửa sau vào. Lâm Song Hạc ngắm Hòa Yến từ trên xuống dưới, mắt lóe sáng. Hòa muội muội, đây là lần đầu ta thấy ngươi mặc quan phục. Đẹp lắm, Hoài Cần thực sự có phúc lớn tìm được một phu nhân quốc sắc thiên hương như vậy. Người này mỗi lần khen ngợi đều nói liến thoáng, không quan tâm người khác có chấp nhận hay không. Hòa Yến ngắt lời. Mấy ngày nay không thấy Lâm Huynh, Huynh đang bận gì vậy? Đừng nói nữa. Lâm song hạc nghe vậy, mặt mày đau khổ. Ta chỉ rời sóc kinh một năm rưỡi thôi, mà ở đây có biết bao nhiêu việc cần ta giải quyết. Từ khi ta trở về, ngày nào cũng trần bệnh, hòa muội muội không nhận ra ta đã mệt mỏi gầy đi sao thấy thần thái hắn vẫn sáng láng, Hỏa Yến nói: "Thật sự không thấy, nếu không muốn trần bệnh, ngươi cứ đóng cửa không gặp, sao lại tự làm khổ mình như vậy?" Dù là nữ tử, Lâm Song hạc nghiêm mặt: "Quân tử phải biết thương hoa tiếc ngọc." Hỏa Yến im lặng một lúc, rồi nói: "Thì ra là thế, Lâm huynh bận rộn như vậy, nên mới quên việc giúp ta tìm nhà." Lâm Song hạc sừng sốt, nhớ ra việc mình đã quên, kỳ quái nhìn Hỏa Yến. Ngươi và Hoài Cẩn không phải đầu năm tới sẽ lập gia đình sao? Mua nhà làm gì, không phải ta ở? Hỏa Yến bất đắc dĩ. Ta muốn cho cha và Vân sinh đổi nhà. Trước đây nghèo không có cách nào, nhưng bây giờ nàng đã có chức quan chính thức. Tiêu giác lần trước cho nàng bạc, đủ để mua một căn nhà mới ở Kinh Thành. Dù không bằng nhà giàu, nhưng so với hiện tại tốt hơn nhiều. Hỏa Yến nghĩ, coi như mượn tiêu giác, sau này có bổng lộc sẽ trả lại cho hắn thì ra là cho bá phụ và đệ đệ ở. Lâm song hạc thờ phào, vỗ vai hỏa yến. Yên tâm, việc này giao cho ta, đảm bảo giúp ngươi xử lý thỏa đáng. Hỏa yến. Hiện tại không phải nói bận rộn không lo được chuyện này sao? Khục, dù bận rộn cũng chen chút thời gian được. Ngươi trước đây quả nhiên là cố ý không tìm giúp ta. Hòa muội muội, sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy? Đang cười nói, lâm song hạc đột nhiên vẫy tay về phía sau hỏa yến. Hoài cẩn. Hỏa yến quay lại, thấy tiêu giác và tiêu cảnh đang đi tới. Hai huynh đệ dung mạo suốt chúng, đi giữa các quan viên trẻ tuổi, như hạc giữa bầy gà. Khi đến gần, Hỏa yến và tiêu cảnh hành lễ, tiêu cảnh cười nói. Đây là lần đầu tiên ta cùng nữ quan đến thiên tinh đài, hòa cô nương khí thế hiên ngang, không thua kém đấng mày dâu. Hỏa yến khách khí đáp lại, lâm song hạc sơ cầm, ngắm nhìn hỏa yến và tiêu giác một lúc, nói. Không thể không nói, các người nhìn thật sự rất xứng đôi. Hỏa Yến nhìn về phía tiêu giác, hôm nay hắn cũng mặc quan phục. Quan phục màu lam thẫm theo hoa văn, vừa lúc đối diện với hoa văn trên quan phục của nàng. Đai lưng tôn lên dáng người oai hùng, phong thần tuấn lãng. Hòa muội muội Lâm song hạt nói. Ngươi nói xem, nếu quan hàm của ngươi tăng thêm mấy cấp, sau này có thể cùng hoài cẩn lên chiều xuống chiều, thật sự rất thuận tiện. Nhìn khắp đại ngụy, hai ngươi là cặp phu thê đầu tiên như vậy hòa cô nương còn chưa về nhà chồng. Tiêu cảnh nói khẽ. Lâm công tử nói cẩn thận, nếu người khác nghe được, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hòa cô nương. Hòa Yến nhìn tiêu cảnh, thế nhân đều nói tiêu đại công tử là người ôn nhu thủ lễ, giờ mới thấy, việc nhỏ như vậy cũng muốn so đo. Nhưng, lời hắn nói không khiến người cảm thấy cổ hủ, ngược lại thấy hắn chu đáo, không lạ khi tống đào đào muốn làm tiêu giác đại tàu. Tiêu cảnh như vậy, khó mà tìm được người thứ hai trong đại ngụy đang mải suy nghĩ, bỗng một người xuất hiện trước mặt, chặn ánh nhìn của nàng về phía tiêu cảnh. Hỏa Yến ngẩng đầu, gặp ánh mắt tiêu giác, dường như có chút không vui. Hắn vẫn rất che chở đại ca của mình, Hỏa Yến nghĩ thầm, liệu có phải mình cũng có ý định với tiêu cảnh. Lúc này, phía trước có người gọi tên Lâm Song Hạc, chắc là bạn của hắn, Lâm Song Hạc liền đi theo tiếng gọi. Tiêu cảnh cũng đi vài bước, nói chuyện với đồng sự. Hỏa Yến không muốn, ở lại cùng tiêu giác, nàng tiến đến bên cạnh hắn, giang tay áo hỏi. Thế nào, đây là quan phục mới phát, hôm nay ta mặc lần đầu, có phải rất phong lưu, lại rất có sát khí. Ánh mặt trời chiếu vào mặt hỏa yến, làm rõ từng chi tiết lông mi của nàng, đôi mắt sáng tỏ, cười lên mang theo vài phần thiếu niên khí phách. Quan phục màu đỏ làm nàng thêm vài phần hào hùng, hoàn toàn khác biệt với các nữ tử khác. Trong muôn vàn nữ tử trên đời, chỉ có nàng là không giống người thường tiêu giác nghiêm người, rời ánh mắt. Hỏa Yến thấy hắn như vậy, thu hồi tay áo, tiến lại gần hơn. Có phải vậy không, không thấy sát khí. Tiêu giác không nhịn được trước sự dây dưa của nàng, cúi đầu nhìn, ánh mắt lóe lên nụ cười, khóe môi hơi nhếch, cố ý chọc giận. Nhưng lại ngu đần không chỗ nào giống người bình thường. Hỏa Yến cắn răng. Người này, làm sao mà không nói được lời nào hữu ích. Nàng quay người ra vẻ muốn đi, đột nhiên quay lại, va vào một người, suýt nữa ngã vào lòng người đó. Khi đứng vững lại, thấy sở chiêu đứng trước mặt, nhìn nàng. Hòa cô nương, sở tứ công tử. Tiêu giác kéo hòa yến về bên cạnh, sở chiêu đầu tiên nhìn thoáng qua tiêu giác, sau đó ánh mắt dừng trên người hòa yến, vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc. Hòa cô nương, ta đã biết tin vui, chúc mừng hai vị tân hôn. Cũng vậy. Hỏa yến cười nói. Cũng chúc tứ công tử và từ tiểu thư hạnh phúc. Sở chiêu nghe vậy, ánh mắt khẽ run lên có chút ảm đạm nhưng vẫn chắp tay chào hỏa yến rồi đi thẳng về phía trước nhìn bóng lưng hắn hỏa yến cảm thấy thật điều hưu không nhịn được nói với tiêu giác bên cạnh tiêu giác người có cảm thấy sở tứ công tử cũng thật đáng thương không tiêu giác lạnh lùng đáp không cảm thấy làm sao lại thế ta cảm thấy hắn hỏa yến nhỏ giọng có lẽ hắn không thích từ tiểu thư kia lắm ánh mắt người không lừa được người ánh mắt hắn không đúng nhắc đến hôn nhân không có chút vui vẻ, còn như rất khổ sở. Ngươi nhìn rất kỹ, dù sao ta trước kia đã từng mù, bây giờ nhìn người đương nhiên phải cẩn thận hơn. Đáng tiếc thánh chỉ đã ban, hắn chỉ có thể như vậy, ngươi nói hắn có phải. Ai? Hỏa Yến nhìn lại, tiêu giác đã đi trước một đoạn, nàng vội vàng đuổi theo. Tiêu giác, ngươi chờ ta một chút. Một lát sau. Tiêu giác, ngươi có phải đang giận không? Không có. Bách quan đứng trên quảng trường tại thiên tinh đài chức quan của hỏa yến chưa đủ để đứng cùng tiêu giác, nhưng mọi người đều nhớ nàng là vị hôn thê của tiêu giác, nên không dám làm gì nàng. Vì nàng dáng người nhỏ, sợ không nhìn thấy trên đài, mọi người cố ý để nàng đứng ở hàng đầu tiên. Hỏa yến đứng ở hàng đầu, nhìn về phía đài đế vương. Ngồi trên cao, văn tuyên đế mỉm cười nhìn bách quan dưới đài. Bách quan mặc quan phục, đứng chỉnh tề, nhìn từ bên ngoài rất có uy nghi. Nghe nói ô thác quốc bốn phía là núi non trùng điệp, ít có bình nguyên, cung điện không bằng một nửa cung điện đại ngụy, nghĩ đến mỗi khi cử hành tế tự điển lễ, cảnh tượng cũng rất đơn sơ. Văn tuyên đế đã lớn tuổi, dù không có thành tích nổi bật trong chính sự, nhưng vẫn hy vọng lưu lại một hai chuyện đáng xương tụng. Đáng tiếc nhiều năm qua không có gì, đế vương xưa nay, hoặc là ghi danh sử sách, hoặc để tiếng xấu muôn đời. Văn tuyên đế không mong ghi danh sử sách, cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời, không đủ can đảm đối mặt hậu nhân. Từ khi đăng cơ, ông không làm gì nổi bật, không xây dựng nhiều chùa chiền, chỉ có hôm nay, yến tiệc tại thiên tinh đài, để ông cảm thấy chút tự hào. Các hoàng tử ngồi một bên, ngũ hoàng tử nhiễm cắt còn nhỏ, thấy bánh ngọt đẹp liền muốn lấy, bị nhiễm sóc ngăn lại. Nhiễm sóc khẽ nói, ngũ đệ, ngồi xuống, người đại diện cho mặt mũi của đại ngụy. Nhiễm cắt chép miệng, nhưng cũng ngoan ngoãn, không dám lấy bánh nữa. Nhiễm duyên nhìn hai người, ánh mắt đầy khinh miệt. Văn tuyên đế tổ chức yến tiệc tại thiên tinh đài, biểu đạt tiếp nhận cầu hòa của ô thác quốc. Việc mở chợ trao đổi không cần vội vàng, sau này sẽ từ từ mưu tính, chỉ cần có sự trợ giúp của ô thác, tiêu diệt tiêu hoài cần, tứ hoàng tử và Lan Phi cũng sớm muộn là tù nhân của hắn. Hắn thật sự quá không kịp chờ đợi muốn leo lên vị trí đó. Sứ giả ô thác, mã ninh bố, tiến lên quỳ trước mặt văn tuyên đế, nói lời lấy lòng, ca tụng hoàng đế nhân đức và ý chí rộng lớn, kinh ngạc trước sự phồn hoa của đại ngụy nguyện ý cùng đại ngụy giao hào thậm chí tôn đại ngụy làm chủ lời nói khiến văn tuyên đế rất vui mừng dưới đài bách quan có người đắc ý như thái tử cũng có người căm phẫn như ngụy huyền trương càng nhiều người giận mà không dám nói người đều nói triều đình đại ngụy hiện tại đã không còn họ tống mà là họ từ để cho ngoại tộc đến thiên tinh đài quang minh chính đại là chuyện gì xảy ra đại ngụy từ khi nào đã đến tình cảnh này trong đám võ tướng, Hòa Như Phi đứng phía trước, thần sắc nhẹ nhõm, nhìn về phía ô thác không hận thù. Ngược lại, Yến Hạ đứng sau, mắt đầy giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền, nghĩ rằng nếu không phải lúc này ở thiên tinh đài, Hoàng đế cũng ở đây, hắn có thể đã xông lên đánh mã ninh bố một trận. Tiêu giác đứng bên cạnh Yến Hạ, Yến Hạ không nhịn được thấp giọng nói. Tên lùn này nói gì thế, lừa ai đây? Ô thác quốc muốn giao hảo với đại ngụy, ta từng giết một vạn dân ô thác, giờ nói đại ngụy nguyện, nguyện giao hảo, quốc chủ bọn họ tin sao? Thấy tiêu giác không đáp, Yến hạ giận quá, nghiêng đầu châm chọc. Ngươi không phải là phong vân tướng quân sao, ngươi để ô thác dương oai tại thiên tinh đài như vậy. Tiêu giác bình tĩnh nói. Ngươi không phải là quy đức trung lang tướng sao, ngươi muốn dạy dỗ bọn họ, sao không tự mình lên. Yến hạ nghẹn lời, hừ một tiếng, không nói. Bên kia, văn tuyên đế tiếp nhận lời nịnh nọt và lễ vật của sứ giả ô thác, Mã Ninh Bố nói. Ô Thác Quốc có các dũng sĩ am hiểu đấu vật. Thường ngày tại các lễ tiệc, họ biểu diễn đấu vật tranh tài cho quốc chủ. Hôm nay nguyện hiến nghệ cho bệ hạ. Yến Hạ nói. Múa rìu qua mất thợ. Thực ra Văn Tuyên Đế không thích những màn đấu đau thương này. Từ khi đăng cơ, trong chiều ông trọng văn khinh võ. Nhưng sứ giả Ô Thác đã nói ra, để biểu thị khí độ và ý chí của đại ngụy, ông không thể bác bỏ. Vì vậy, ông nhàn nhạt vẫy tay. Đồng ý. Mã Ninh Bố quay đầu, từ đám. Sứ giả ô thác, hai đại hán vạm vỡ tiến lên. Hai hán tử này khác biệt với người ô thác thấp bé, lộ ra cao lớn và cường tráng. Tóc được buộc thành những bím nhỏ phía sau ót. Mã Ninh Bố nói. Bệ hạ, đây là hai dũng sĩ giỏi nhất của ô thác quốc, nạp đạt đoá và hút vân mục, nguyện biểu diễn cho bệ hạ. Hai đại hán ô thác bước vào khoảng sân trống, cởi áo ngoài, trời đông giá rét, họ để mình trần, hét to hai tiếng rồi ôm nhau đấu vật hỏa yến đứng giữa các quan viên nghe phía sau đám quan chức xì xào bàn tán quả thật là man di mọi rợ ôm nhau đấu vật thế này thật là bất nhã quá bất nhã hỏa yến không cảm thấy bất nhã chỉ thấy đấu vật này kỳ thật là xảo lực chứ không phải man lực người khác chỉ thấy họ ôm nhau cố gắng ngã đối phương thực ra không phải vậy chân vấp vật ngã tâm tính và tốc độ đều phải chú ý hai người ô thác này thực sự không thể xem thường. Trận đấu vật này rất lâu mới phân thắng bại, quan viên đại ngụy và hoàng đế đều thấy có chút buồn chán vì trận đấu không đủ đặc sắc. Khi đấu xong, vẫn phải che giấu lương tâm khen ngợi. Văn tuyên đế thường cho hai dũng sĩ mỗi người một bàn bạc. Mã Ninh bố tạ ơn, rồi nói. Nghe nói trong quân đại ngụy nhân tài liên tục xuất hiện, dũng sĩ còn nhiều hơn ô thác quốc, hôm nay các đại nhân đều có mặt, Bệ hạ có thể khai ân, cũng cho các dũng sĩ ô thác mở mang tầm mắt Đây là muốn tỉ thí Văn tuyền đế trong lòng hơi động, đột nhiên có chút hương phấn Trước đây, trong giã sử từng ghi chép Một quốc gia khi tiếp đái sứ giả ngoại tộc Công chúa sứ giả ngoại tộc từng mở miệng khiêu khích Kết quả bị nữ võ tướng của quốc gia đó dùng tài bắn cung làm nhục nhã Rất được tôn vinh Dù không biết thật giả Nhưng việc này đến cửa đánh mặt thật sự là diệu không thể diệu hơn đại ngụy đất rộng nhiều người hôm nay trên quảng trường có nhiều tài tuấn như vậy hai người ô thác đều có thể bắt được huống chi người đại ngụy gầy gò đoan chính so với người man kia nhìn rất đẹp mắt như phi hồng và phong mây đều là mỹ nam tử khi đấu vật chắc chắn có thể khiến ô thác tự ti văn tuyên đế nghĩ đến đây vui vẻ nói điều này không khó nam nhi đại ngụy ta từ xưa không lùi bước người nếu chọn chúng người nào trong võ tướng họ tự sẽ nghênh chiến Văn tuyên đế không lo lắng các võ tướng sẽ có người đánh không lại ô thác, bởi vì hai người ô thác này vừa rồi không cầm binh khí, chỉ dùng man lực ôm nhau, thấy rõ thân thủ không tốt. Thứ hai, nếu ô thác thật thông minh, dưới vạn chúng nhìn chằm chằm, họ căn bản không dám thắng. Dù sao, ô thác còn muốn xin mở chợ trao đổi tại đại ngụy. Mã Ninh bố cười nói. Nghe nói trước đây bệ hạ phong thưởng cho nữ hầu ra đầu tiên của đại ngụy. Trên sân, mọi người khẽ giật mình. Văn tuyên đế cũng giật mình, nói. Không sai. Vị nữ hầu ra đó, trong chúng ta người ô thác cũng từng nghe qua uy danh của nàng, nghe nói nàng từng theo phong vân tướng quân ra chiến trường, rất anh dũng và thông minh. Hôm nay nhưng lại ở đâu? Văn tuyên đế nhíu mày, không thể ngờ rằng mã ninh bố lại chọn hòa yến. Cả chiều văn võ, người ô thác lại chọn một nữ tử. Nữ tử làm sao thể lực sánh cùng nam tử, mặc dù đã nghe qua công lao của hòa yến trên chiến trường, nhưng khi tận mắt thấy chỉ là một nữ tử nhỏ bé yếu đuối so với hai người ô thác kia như cừu non so với hắc hùng nàng tuy là nữ tử nhưng nàng không phải là nữ tử bình thường mã ninh bố cười nói ở ô thác của chúng ta cũng có nữ tử biết võ nhưng chưa bao giờ có nữ tử vào triều làm quan đã được phong vân tướng quân mang theo ra trận tất nhiên khác biệt với nữ tử tầm thường bệ hạ hắn cúi người xin cho vị nữ hầu đó cùng người ô thác chúng ta một trận chiến nhiễm sóc khẽ gật đầu những người ô tháp này rõ ràng là khi dễ nữ nhân hoặc có thể là công báo tư thù nhưng phụ hoàng tính tình rất rõ ràng đặt nặng danh dự đã đáp ứng rồi thì sẽ không đổi ý văn tuyên đế im lặng một lát rồi nói vũ an hầu hỏa yến bước ra hành lễ và nói thần có mặt ngươi cùng bọn họ đấu võ đi giữa sân im lặng một lát rồi tiếng bàn luận xôn xao dần dần truyền đến Lâm song hạc vội vàng hỏi Lâm Mục bên cạnh. Cha, sao có thể để nữ tử đi đấu võ? Lâm Mục nói. Im miệng. Tiêu cảnh cũng đầy mặt lo lắng, Yến Hạ đâm nhẹ vào cánh tay tiêu giác bên cạnh, không nhịn được nói. Này, phu nhân ngươi đều bị ép buộc, ngươi làm sao còn bình tĩnh như thế? Tiêu hoài cẩn, ngươi thật là vô tình. Tiêu giác không để ý tới hắn. Hỏa Yến đứng dậy, không đáp lời đế vương, mà nhìn về phía mã ninh bố, mở miệng hỏi sứ giả Mã Ninh Bố, cảm thấy hai đại danh tướng của đại ngụy như thế nào? Mã Ninh Bố nhìn nữ tử trước mặt, trước khi đến đại ngụy, tên Hòa Yến đã nổi danh tại ô thác. Nữ tử này, ở Tế Dương Thành đã cùng tiêu giác kề vai chiến đấu, trong chiến tranh tại Nhuận Đô Thành đã một mình làm cho hốt nhã đặc phải chịu thiệt thòi. Ngay cả gian tế đưa vào lương châu vệ trước đây cũng bị nàng phát hiện. Tiêu hoài cần đáng sợ, nhưng nữ nhân này cũng không hề đơn giản. Nàng giống như phi hồng tướng quân Hòa Như phi năm đó, luôn có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Hòa Như phi là con hùng ưng, bây giờ thật khó khăn mới bị bẻ gãy cánh, chẳng lẽ muốn xuất hiện một kình địch mới cho quốc ô thác? Dù nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng nữ nhân có thể lên chiến trường giết người thì không còn tính là nữ nhân nữa. Từ một số phương diện, nàng có tư cách so sánh với nam tử. Mã Ninh Bố nói: phong vân tướng quân và phi hồng tướng quân đều là những anh hùng khiến người ta ngưỡng mộ là trăm năm không ngàn năm mới xuất hiện một tướng tài thật là trùng hợp ta cũng nghĩ như vậy hòa yến mỉm cười giống như các dũng sĩ ô thác đến đại ngụy gặp được anh hùng liền muốn so tài một phen hòa yến trong lòng cũng kính yêu anh hùng nếu chỉ muốn nhìn thân thủ ta không cần tỉ thí với ta mã ninh bố đại nhân nàng nói ta am hiểu kiếm nếu bàn về đấu vật không thể phát huy hết thực lực của ta. Chỉ có thể so kiếm, nhưng nếu so kiếm, ta không so với các ngươi. Ánh mắt văn tuyên đế sáng lên. Ý của hỏa yến là muốn so với tiêu giác. Rất tốt, nàng và tiêu giác lập tức sẽ là phu thê. Nàng thắng, có thể nói tiêu giác nhượng nàng. Nàng thua, dù sao cũng thua với người của mình, cũng sẽ không mất mặt đại ngụy. Nghĩ đến đây, văn tuyên đế lập tức nói. Chấm chuẩn rồi, muốn nhìn thân thủ của Vũ An Hầu, chọn loại mục tiêu vũ an hầu am hiểu vũ an hầu ngươi muốn cùng ai so kiếm trên sân vì hỏa yến mà mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm văn tuyên đế nói vậy chính là cho hỏa yến một lối thoát những quan viên xem náo nhiệt cũng có chút thất vọng hỏa yến chắc chắn sẽ chọn tiêu giác phù thê bọn họ luận bàn muốn kết quả nào cũng có thể tạo ra mọi người đều nghĩ như vậy nhưng hỏa yến lại đi tới nhóm võ tướng không dừng bước bên cạnh tiêu giác mà đi thẳng đến trước mặt hòa như phi, mới nhìn người trước mắt. Phi hồng tướng quân. Nàng cười tươi rạng rỡ mang theo chút châm chọc không dễ nhận ra. Ta muốn so kiếm với người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 233, kiếm của ta. Trên quảng trường yên tĩnh đến mức nguy hiểm, không ai ngờ rằng Hòa Yến không muốn đấu kiếm với tiêu giác, mà là với Hòa Như Phi. Lâm song hạc lầm bẩm Hòa muội muội bị điên sao? Yến hạ cũng nhíu mày, hỏi tiêu giác chuyện gì đã xảy ra với nàng sao lại không tìm đến ngươi mà đi tìm hòa như phi tiêu giác không nói ánh mắt yên tĩnh dường như đã dự đoán trước tình huống này hòa như phi nhìn nữ tử trước mặt mặc trang phục quan lại khuôn mặt tươi cười duyên dáng giọng điệu tự tin rõ ràng gầy yếu và thấp bé nhưng không biết từ đâu mà có được sức mạnh để đối đầu với hắn có phải nàng thật sự nghĩ mình là hòa yến không trong lòng hắn thoáng qua một nụ cười lạnh nữ tử trước mặt chẳng có điểm nào giống hòa yến. nghe nói vu an hầu hòa yến mạnh mẽ và dũng cảm, hoàn toàn khác biệt với người em họ trầm lặng ít nói của hắn. ngay cả khi muốn giả vờ cũng cần phải nắm rõ tính cách đối phương, như thế này chỉ làm lộ rõ sự vụng về, dễ dàng bị người khác nhận ra. ngươi muốn đấu kiếm với ta? hòa như phi chậm rãi hỏi. người trong thiên hạ đều nói kiếm của phi hồng tướng quân nhanh đến mức có thể chặt đứt gió. hòa yến cười nói đáng tiếc ta chưa bao giờ thấy. Tất nhiên hôm nay có cơ hội, tiêu đô đốc đã nói, sau này còn nhiều cơ hội đấu kiếm, không quan trọng lần này, nhưng kiếm của phi hồng tướng quân thì không phải ngày nào cũng thấy. Hòa công tử, nàng khẽ cười, có thể nguyện ý đấu với ta một trận. Hòa như phi nhếch miệng, đương nhiên có thể, chỉ là, đao kiếm không có mắt, nếu thua. Hắn nhìn về phía tiêu giác, tiêu đô đốc sẽ không quở trách ta chứ. Những lời hắn nói đều mang ý khiêu khích trắng trợn. Người khác chỉ nghe lời đồn rằng Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân là đối thủ không đội trời chung, luôn luôn bất hòa, nhưng chưa bao giờ thấy họ thực sự đấu kiếm. Nhưng hôm nay nhìn lại, có lẽ lời đồn không chỉ là lời đồn, dù sao tình hình này, Đồ Đần cũng có thể thấy sóng ngầm cuồn cuộn. Trong số võ tướng, một thanh niên mặc áo choàng màu xanh nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, nói: "Sẽ không, nhưng đấu kiếm nên có phần thưởng." "Phần thưởng?" Hoa Như Phi hỏi, "Không bằng" phần thường thông thường, sao có thể cần đến kiếm của hòa tướng quân. Tiêu giác không đợi hòa như phi nói xong, liền ngắt lời. Đã đấu kiếm thì dùng kiếm làm phần thưởng. Ngươi thắng, ta sẽ tặng ngươi ẩm thu, ngươi thua. Hắn nhìn chằm chằm hòa như phi với nụ cười như không cười. Thanh lang sẽ thuộc về Vũ An Hầu. Lời này vừa nói ra, quảng trường lập tức náo động. Thật sao, không ngờ tiêu đô đốc lại đặt cược lớn như vậy. Đây chính là thanh lang và ẩm thu, mà lại đem ra vì một nữ nhân, thật sự quá đùa giỡn. Ta thấy tiêu đô đốc khó mà giữ được kiếm ẩm thu, không lạ gì khi nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhìn bộ dáng tiêu đô đốc thế này, chẳng lẽ có hiểu lầm gì với vị hôn thê? Đây chính là phi hồng tướng quân, làm sao có thể thua một nữ tử? Văn tuyên đế nhíu mày, thấy hòa như phi và tiêu giáp đối đầu nhau, hắn tự nhiên hiểu rõ. Nhưng hai người này từ trước đến nay không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự nhiều năm, từ khi nào quan hệ lại xấu đến vậy võ tướng bất hòa đối với một hoàng triều không phải chuyện tốt hòa như phi nhìn tiêu giác tiêu đô đốc ngươi chắc chắn muốn dùng kiếm của ngươi làm phần thưởng không phải ta kiếm tiêu giác y vị thâm túy mở miệng còn có ngươi kiếm hòa như phi cười một tiếng mà không nói gì hắn thấy tiêu giác nói chuyện chỉ để làm người ta bật cười hắn đã nghe qua về danh tiếng của hòa yến trên chiến trường nhưng để quyết định thắng một trận chiến, có nhiều nguyên nhân. Có lẽ Hòa Yến có chút khôn ngoan, nhưng đấu kiếm mặt đối mặt. Hắn tự tin Hòa Yến không phải đối thủ của mình. Trong thiên hạ chỉ có một Hòa Yến và Hòa Yến đó đã chết. Tất nhiên tiêu đô đốc khẳng khái như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn nói, mời, chờ chút. Tiêu giáp nói, thế nào? Hòa như phi quay người nhìn hắn. Chẳng lẽ tiêu đô đốc hối hận, bây giờ đổi ý vẫn kịp tiêu gia kéo mép một cái, mỉm mai nói. Hòa tướng quân binh khí là lợi khí hiếm có, đối với đối thủ mà nói, không đủ công bằng. Hắn dương tay, ẩm thu trong tay bay về phía hỏa yến, nàng vững vàng tiếp được. Dùng ẩm thu của ta cùng ngươi đấu. Hòa như phi nhíu mày, hỏa yến mỉm cười. Cảm ơn đô đốc. Nàng quay người đi về phía đất trống, nói. Mời đi, hòa công tử. Hòa như phi dừng lại một chút, rồi quay người đi theo. Trên quảng trường, tất cả quan viên và hoàng thân trên đài thiên tinh đều nhìn chằm chằm vào hai người trên đất trống. Cảnh tượng này so với lúc nãy hai võ sĩ ô thác đấu vật còn kịch tính hơn nhiều. Mã Ninh Bố cũng nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc quan phục đỏ kia, hắn thực sự không ngờ Hòa Yến không muốn đấu với người ô thác mà lại chọn Hòa Như Phi. Nhìn thấy hai đại võ tướng của đại ngụy lục đục với nhau, dường như mâu thuẫn còn sâu hơn tưởng tượng của họ. Nhiễm cắt nhỏ giọng hỏi nhiễm sóc bên cạnh. Tứ ta, như thế này có đúng không? hòa tướng quân sao có thể khi dễ một nữ tử được. Dù trong tâm trí trẻ con của nghiễm cát, hòa yến được coi là vị hôn thê của tiêu giác, rõ ràng không hoàn mỹ bằng trầm mộ tuyết làm vị hôn thê của tiêu giác. Nhưng từ nhỏ được dạy dỗ về quy củ và đạo lý, hắn biết rằng nam tử không thể khi dễ phụ nữ và trẻ em yếu đuối. Nghiễm sóc lắc đầu. Hãy nhìn lại. Hắn cũng không rõ ràng, nếu nói hòa yến không biết trời cao đất rộng, nên mới chọn hòa như phi, thì tiêu giác không những không ngăn cản, mà còn đưa ra ý tưởng dùng kiếm làm phần thường, càng làm người ta khó hiểu. Yến Hạ thấp giọng nói. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi có phải điên rồi không, làm sao Hòa Yến có thể đánh thắng Hòa Như Phi? Mặc dù Hòa Như Phi cũng không muốn nàng chết, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lý nhân của ngươi bị thua thiệt, ngày sau có chịu cam tâm không, nàng bây giờ mới bắt đầu làm quan, nếu thua ở đây dưới kiếm Hòa Như Phi, sau này chắc chắn sẽ bị xem như đàm tiếu. Nàng sẽ thắng, tiêu giáp nói. Ngươi đang đùa cái gì? Yến Hạ Trừng to mắt, nhìn hắn như kẻ ngốc. Trước kia ta không tin người ta nói ngươi thấy sắc liền mở mắt, không ngờ ngươi cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Hòa Như Phi dù thế nào, cũng luyện kiếm và lên chiến trường mấy năm, hơn hẳn nữ nhân của ngươi. Ngươi coi như không đau lòng nữ nhân của ngươi, cũng đau lòng kiếm của ngươi chứ. Ta không phải muốn giúp ngươi, ta chỉ không muốn hai thanh kiếm tuyệt thế đều rơi vào tay Hòa Như Phi, ta sẽ tức chết. À, tiêu giác giọng vẫn thở ơ vậy ngươi có thể yên tâm, tạm thời sẽ không bị tức chết. Ta, Yến Hạ khó thở, người nói với ngươi. Trên quảng trường, Hòa Như Phi chậm rãi giúp thanh lang ra khỏi bên hông. Thanh lang màu xanh, vừa ra khỏi vỏ, đã tỏa ra khí lạnh thấu xương, ánh mắt Hòa Yến ngưng lại trong giây lát, đó là kiếm của nàng. Đã từng là bạn đồng hành qua nhiều năm, nhìn nàng từ một tân binh ngây thơ chúc chắc trưởng thành thành võ tướng dũng mãnh vô địch với kiếm thanh lang. Khi khó khăn nhất, nàng đã từng ôm kiếm ngồi bên bờ sông đầy băng, suy nghĩ về con đường sau này. Nhiều năm không gặp, thanh kiếm này cuối cùng lại ra khỏi vỏ, nhưng trong tay hòa như phi. Hòa công tử có một thanh kiếm tốt. Nàng nói. Đáng tiếc. Hòa như phi hỏi. Đáng tiếc gì? Hòa yến cười mà không nói, bỗng nhiên rút ẩm thu từ bên hông. Kiếm đến. Hai bóng người chỉ trong thoáng chốc đã quấn lấy nhau. Thanh lang xanh ngắt, ẩm thu trong suốt, trường kiếm giao nhau, một xanh một trắng, như cảnh sớm mùa thu trong thung lũng đầy vẻ thanh tịch và lạnh lẽo núi thanh ẩn hiện cây cối sắc thu kiếm khí quét trên mặt đất cắt bay tư phía rõ ràng là đấu kiếm lại giống như điệu múa động lòng người kiếm pháp của phi hồng tướng quân tự nhiên vô cùng xuất sắc nhanh và chuẩn có khí thế thẳng tiến không lùi đáng kinh ngạc là nữ tử cầm ẩm thu đấu kiếm với phi hồng tướng quân mà không hề rơi vào thế yếu điều này sao có thể nàng chỉ là một nữ tử dù đã lên chiến trường, nhưng hôm nay cũng mới 16-17 tuổi, lại đối đầu với lão tướng xa trường. Chẳng lẽ phi hồng tướng quân hạ thủ lưu tình? Trong lòng Hòa Như Phi thoáng hiện một tia kinh ngạc, trước khi đấu kiếm, Hòa Như Phi nghĩ mình đã đánh giá rất cao kiếm pháp của Hòa Yến, nhưng giờ xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp. Nữ nhân này kiếm pháp thuần thục, như thể từ nhỏ đã luyện kiếm, kiếm phong rất vững, lại giàu hoạt, có thể dễ dàng tránh mọi đòn công kích của hắn mà đòn công kích của nàng cũng không hề yếu, như gió bão ngang ngửa với hắn, thậm chí đôi lúc nhờ thân thể nhẹ nhàng, nàng còn có vẻ nhanh hơn. Lâm Song Hạc nhìn ngây dại, lẩm bẩm: "Hỏa Muội Muội của ta, lợi hại như vậy sao?" Hắn dù biết Hỏa Yến lợi hại, nhưng mỗi lần Hỏa Yến đấu tử chiến với người khác, hắn chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe nói. Theo suy nghĩ của hắn, Hỏa Yến có lẽ giỏi binh pháp, nhưng nữ tử vì thể lực hạn chế, thân thủ không thể so với nam tử huống chi đối thủ lại là Hòa Như Phi. Hòa Như Phi khi còn nhỏ học ở Hiền Sương quán có chút yếu, nhưng sau này ở Đại Ngụy trở thành tướng tài ngang ngửa với tiêu giác. Ban đầu hắn lo lắng, giờ đã yên tâm, nhưng lại càng nghi hoặc, Hòa Yến lợi hại như vậy, chẳng phải nói nàng ít nhất có thể sánh vai cùng Hòa Như Phi. Tiêu giác đã sớm biết điều này, nên mới yên tâm và mạnh dạn đưa ẩm thu kiếm cho Hòa Yến làm phần thưởng trong cuộc tỉ thí này sao. Trong đám người, có một người không được chú ý đến, đó là hứa chi hằng, đứng trong hàng ngũ quan văn. Từ ngày gặp hỏa yến trong tiệc ăn mừng, hứa chi hằng luôn cảm thấy bất an. May mắn là sau đó hắn không gặp lại hỏa yến, nhưng từ khi mã ninh bố nhắc đến hỏa yến hôm nay, hứa chi hằng đã có một sự cảm xấu. Sự cảm đó đặt đến đỉnh điểm khi hỏa yến muốn đấu kiếm với hỏa như phi. Nếu không phải mọi người đang quy củ đứng đây, hoàng thượng ngồi trên đài thiên tinh quan sát, có lẽ hứa chi hằng đã sớm chạy trốn nữ tử cầm kiếm cười nhẹ nhàng kia, trong thoáng chốc, gương mặt trùng khớp với một người nữ trong trí nhớ. Hứa chi hằng nhìn Hòa yến đấu với hòa như phi, nghe bốn phía người kinh ngạc và tán thưởng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nàng đã trở về, không phải ai khác, chính là nàng, hòa yến đã trở về. Hòa Yến cầm kiếm ngăn kiếm phong của Hòa Như Phi, nhẹ nhàng nhảy lên, trở lại phía sau Hòa Như Phi. Kiếm ẩm thu rất hiểu lòng nàng, dù là kiếm của tiêu giác, nhưng vẫn tuân theo ý nàng. Ánh mắt nàng ngưng lại nhìn Hòa Như Phi, thần sắc lạnh lùng. Hòa Như Phi đang bắt chước kiếm chiêu của nàng, có lẽ vì Hòa Như Phi sợ mình ngụy trang thành Phi Hồng tướng quân sẽ bị lộ, nên dù đã tháo mặt nạ và không lên chiến trường, hắn vẫn tận lực bắt chước kiếm chiêu của Hòa Yến. Thực tế, hắn bắt chước được 8 phần, nếu không phải người quen thuộc với Hòa Yến và thường xuyên thấy nàng sử dụng kiếm, cũng khó phân biệt được. Chỉ là còn thiếu hai thành, và hai thành đó hoàn toàn là quan trọng nhất của Hòa Yến, một thành từ sự chỉ dẫn của tiêu giác thời thiếu niên, một thành từ sư phụ liễu bất phong dạy bảo. Bình tĩnh mà xem xét, kiếm chiêu của Hòa Như Phi không sai, nhưng một người chưa từng lên chiến trường, chưa trải qua ranh giới sinh tử, kiếm khí luôn có giữ lại. Hòa Yến mỉm cười, đâm một kiếm về phía Hòa Như Phi. Hòa Như Phi trong lòng giật mình, cầm kiếm chặn lại, hai kiếm chạm vào nhau, kiếm không độc, nhưng người lại di chuyển bước chân hắn lùi về phía sau hai bước xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô trầm thấp các quan văn chưa hiểu rõ nhưng các võ tướng lại thấy rõ ràng có người lên tiếng phi hồng tướng quân lại rơi vào thế yếu sao chắc chắn là hạ thủ lưu tình mới để vũ an hầu thắng nụ cười của hỏa yến như mang theo sương lạnh hòa công tử có một thanh kiếm tốt đáng tiếc người căn bản không biết sử dụng nó cuồng vào hòa như phi gầm lên quay người lao tới hỏa yến cười ngửa người ra sau thanh lang sát qua đầu chặt đứt một sợi tóc đen của nàng và tiếng cười vang dội khắp thiên tinh đài hòa tướng quân có phải lâu rồi không ra chiến trường nên kiếm chiêu trở nên chỉ độn như vậy nàng ngoắc ngón tay tư thế đầy phách lối ngươi còn có thể cầm nổi kiếm trong tay không sắc mặt hòa như phi đã cực kỳ khó coi sắc mặt hoàng đế cũng không dễ nhìn hòa như phi như thế này chẳng phải làm mất mặt đại ngụy nữ tử này cũng thật không hiểu chuyện dù thân thủ không tệ cũng không nên hùng hồ dọa người như vậy, huống chi chỉ tạm thời chiếm thượng phong, sao lại dám nói lời cuồng ngôn. Yến Hạ ôm ngực nhìn, cau mày nói. Kiếm pháp của Hòa Như Phi này, giờ xem ra cũng không lợi hại gì. Nhưng sao kiếm chiêu của hai người họ lại có chút tương tự. Hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía tiêu giác. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ điểm kiếm thuật cho Hòa Yến? Ngươi thật giống như võ sư mãi nghệ trên đường. Yến Hạ đầy ghét bỏ. Ai ai cũng có thể bái ngươi làm thầy, ngươi còn nhớ mình là tiêu hoài cần không ngươi quá ồn tiêu giác không vui nói à yến hạ nhìn thấu hắn ngươi ở đây giả vờ bình tĩnh trong lòng đã vội muốn chết rồi phải không hận không thể tự mình lên giúp hòa yến đấu kiếm nhưng đừng lo ta thấy hòa như phi chưa chắc sẽ thắng nữ nhân của ngươi nói cũng không sai có thể là lâu rồi không lên chiến trường nên tay yếu đi thật sự làm mất mặt hiền xương quán hòa yến và hòa như phi đấu kiếm đến giờ đã cực kỳ vượt quá dự liệu của mọi người. Ban đầu họ tưởng rằng trận đấu này sẽ kết thúc rất nhanh, vì không kể đến thân phận nam nữ, một người là tân binh mới ra đời, một người là dũng tướng đã công thành danh toại, nhìn thế nào cũng thấy Hòa Yến thua. Dù thắng, cũng là do Hòa Như Phi cố tình nhường. Nếu Hòa Yến thắng nhanh, điều đó cho thấy Phi Hồng tướng quân quan tâm nữ tử, không muốn để nàng khó xử, bảo toàn tự tôn cho Vũ An Hầu. Nhưng Hòa Yến lại đấu với Hòa Như Phi lâu như vậy, đấu lâu như vậy mà không phân thắng bại, không thể nào là do phi hồng tướng quân cố ý lưu tình. Nhìn phản ứng của các võ tướng, hòa như phi thậm chí không chiếm được thượng phong, là do vị hôn thê của tiêu hoài cần thật sự lợi hại như vậy. Đến hòa như phi cũng không đánh lại, hay là thân thủ của phi hồng tướng quân đã thực sự giảm sút qua những năm này? Trong toàn trường, ngoài hứa chi hằng và hòa như phi, người có sắc mặt khó coi nhất là từ kính phủ. Chuyện hôm nay. Thực sự vượt quá dự kiến của từ kính phủ. Những người ô thác đó rất rào hoạt, lại càng thân thiết với thái tử nhiễm duyên. Nhiễm duyên mắt nhìn tiền cận, lòng dạ hẹp hòi, làm việc không qua suy nghĩ, ngoài tính cách tàn nhẫn ra, không có phẩm chất gì của người kế vị. Hắn chỉ nghi ngờ người ô thác có biện pháp dự phòng, thái tử nhiễm duyên liền sinh hiềm khích với hắn. Nếu không phải những năm này tập trung quá nhiều tâm lực vào nhiễm duyên, bây giờ chỉ thiếu chút nữa là thành công hắn đã muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhiễm duyên có giữ lại với hắn, người ô thắc từ sau trận chiến tế dương đến nay cực kỳ bất mãn với hắn. nhưng như vậy thì sao? tại triều đình đại ngụy, hắn một tay che trời, người ô thắc dù nghĩ làm gì cũng không thể gây sóng gió. hôm nay mã ninh bố đề nghị muốn tỉ thí với hỏa yến vượt qua dự kiến của từ kính phủ, mà cuối cùng người đấu kiếm lại là hỏa yến và hòa như phi, càng làm hắn cảm thấy có điều không đúng hỏa yến là con gái của giáo ý thành môn hành động của nàng chắc chắn là do tiêu giác bày mưu tính kế tiêu giác đề xuất dùng kiếm làm phần thưởng rõ ràng không có hảo ý từ kính phủ làm đối thủ của tiêu giác nhiều năm nhìn hắn từ thiếu niên nỗ lực gánh vác ra môn đến bây giờ được nhiều người ủng hộ làm hữu quân đô đốc đôi khi hiểu tiêu giác hơn chính bản thân hắn và hỏa yến rõ ràng đặt bẫy cho hòa như phi và hòa như phi ngây ngốc lao vào có lẽ hòa như phi không phải không nhìn thấy chỉ là tự phụ, không tin mình có thể thất bại dưới tay một nữ nhân. Người khác đều nhìn Hòa Yến và Hòa Như Phi đấu kiếm, sợ hãi thán phục kiếm pháp của hai người không phân cao thấp, điều đó có thực sự quan trọng sao? Chẳng lẽ tiêu giác làm vậy chỉ để nữ nhân của hắn trước mặt bá quan nhục nhã Hòa Như Phi? Từ kính phủ không nghĩ vậy, Hòa Như Phi và tiêu giác trước đây không có thù hận, chỉ là sau này Hòa Như Phi nhờ gậy bản thân, để biểu lộ thành ý hợp tác, thậm chí đưa tâm phúc của mình đến Lương Châu Thành để ám sát Tiêu Giác, từ đó lập công với mình, dù cuối cùng thất bại. Nhưng từ kính phủ thấy được thành ý của Hòa Như Phi. Hắn có được sự ủng hộ của văn thần, cũng cần một võ tướng ứng hỗ, Hòa Như Phi xuất hiện vừa đúng lúc, dù từ kính phủ không hiểu vì sao Hòa Như Phi lại chọn mình, hắn rõ ràng có thể bảo vệ bản thân. Nhưng sau nghĩ lại, quan trường là nơi thay đổi con người, dù là tướng quân kiêu dũng tiện chiến, khi đối mặt với lợi ích lớn hơn và vị trí cao hơn cũng sẽ cam tâm tình nguyện dâng bảo kiếm của mình. Hòa như phi, hòa như phi, trong lòng từ kính phủ tuôn ra bất an như một vết mực đậm, trong khoảnh khắc bao quanh hắn. Hắn nhìn hòa như phi đang đấu với nữ tử trên sân, lòng hắn trầm xuống. Nếu hòa như phi xảy ra vấn đề, có liên lụy đến hắn không? Dù sao từ lúc bắt đầu ở Lương Châu thành viên bảo trấn, hắn và hòa như phi đã cực kỳ mật thiết. Mũi kiếm mang theo sát khí, từ phía sau đâm nghiêng tới, người bị đâm lại như có mắt sau lưng nhẹ nhàng nghiêng người khiến mũi kiếm vồ hụt kiếm pháp của hòa công tử nhìn có chút quen thuộc hòa yến cười nói nhưng chỉ có hình không có thần kiếm này làm sao dùng nàng nhếch khóe môi chứa đựng sát ý vô hình có muốn ta dạy ngươi không bỗng nhiên quay lại đâm tới ầm um. một tiếng mũi kiếm đâm vào ngực hòa như phi nhưng chỉ chui vào một chút không tiếp tục tiến lên hòa công tử đến thiên tinh đài mà cũng mặc nguyễn giáp. Hòa Yến kinh ngạc nói. Sợ chết đến mức đó sao? Chẳng lẽ ngươi có nhiều kẻ thù, sợ nửa đường có người tìm thù? Hòa Như Phi cười lạnh. Ngươi quá nhiều lời, là kiếm pháp của ngươi quá yếu. Bàn về khiêu khích, Hòa Như Phi thật không phải đối thủ của Hòa Yến. Ban đầu ở Lương Châu Vệ, chỉ vài câu của Hòa Yến đã có thể khiến mỗi tân binh nghiến răng nghiến lợi với nàng, huống chi là hiện tại. Hòa Như Phi cũng cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu. Kiếm pháp của nữ tử đối diện thật sự quá tốt, không có một chút lỗ hồng, không thể tìm ra lỗ hồng, ngược lại nàng luôn phát hiện sai lầm của mình, nhìn thấu từng chút. Có vài lần, Hòa Yến rõ ràng có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu kiếm này, nhưng nàng không làm, chỉ thỉnh thoảng gọt sạch một nút áo, cắt đứt một đoạn ống tay áo, không chút hoang mang, như mèo vờn chuột, để hắn bị đám người nhìn không bằng một nữ tử. Không bằng một nữ tử. Rõ ràng hắn mới là hòa như phi thật sự, rõ ràng hắn mới là đại thiếu gia của hòa gia, nhưng không thể không sống dưới cái bóng của Hòa Yến, sống như thế thân của Hòa Yến, đến cuối cùng vẫn bị người ta nói hắn không bằng Hòa Yến. Đừng tưởng hắn không nhìn ra, những người đó phía sau nghị luận và chỉ trỏ, bây giờ Hòa Tướng quân so ra kém lúc trước Phi hùng tướng quân, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn lại bị so sánh như vậy, phải sống dưới bóng của người khác, không bằng một nữ tử? Buồn cười, nữ nhân kia đã là một người chết, người chết làm sao có thể so với hắn, sống đến cuối cùng mới là bên thắng. Hắn cầm kiếm, từ phía sau Hỏa Yến đâm tới với một góc độ xảo trá, đây là kiếm chiêu lợi hại nhất của Phi Hồng Tướng quân, hắn học rất lâu. Nghe nói, không ai có thể tránh thoát kiếm cuối cùng của Phi Hồng Tướng quân. Mũi kiếm sắp đâm vào nữ tử áo đỏ, người trong sân tim đập mạnh. Trong giây lát, Ẩm Thu chính xác không sai bổ ra kiếm của hắn. Nữ tử áo đỏ cũng không quay đầu, chờ tay đâm lại, kiếm phong sắc bén, Hòa Như Phi giật mình, định tránh, nhưng nữ tử kia không thực sự muốn đâm hắn. Xoay người nhảy đến phía sau hắn, đạp mạnh vào đầu gối hắn, Hòa Như Phi không kịp phản ứng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Trên cổ tức khác có một đường lạnh buốt, nữ tử áo đỏ đứng trên cao nhìn xuống, cười nhẹ nhàng theo dõi hắn, lặng lẽ mấp máy môi, giờ này quá xa, người khác không nghe được, nhưng Hòa Như Phi nhìn rõ ràng. Đại ca. Nàng nói. Dùng kiếm của ta, ngươi, xứng sao. chương 234, thật giả. Trong chớp mắt, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, hòa như phi kinh hãi mở to mắt, nhìn chầm chầm vào nữ tử trước mặt. Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên trở lại sóc kinh, trong hòa phủ, lần đầu tiên thấy. Hòa Yến. Khi đó, Hòa Yến đã trở lại với hình dáng nữ nhi, hắn đứng trước mặt Hòa Yến, nhìn nữ tử đã sống dưới tên hắn nhiều năm gọi mình là đại ca trong lòng sinh ra sự ghen tị và oán hận kỳ lạ. Làm sao có thể không oán được, rõ ràng hắn mới thực sự là hòa đại công tử, nhưng lại bị thay thế sống dưới tên khác nhiều năm. Nếu nói rằng quá khứ là bị tình thế ép buộc, thì khi hòa yến rời hòa ra, bước vào con đường nhập ngũ, vận mệnh đã thoát khỏi sự kiểm soát của mọi người, hướng về một tương lai không ai có thể dự đoán. Hòa như phi thực ra không thích tập võ, dù sau đó cơ thể hắn đã tốt hơn, hỏa ra vốn không có võ tướng nhưng vì hỏa yến tự ý quyết định hắn buộc phải học cùng những chiêu kiếm như hỏa yến cùng kiểu ăn uống quen thuộc cùng sở thích sinh hoạt cùng nét chữ cùng võ nghệ thậm chí cùng tính cách hắn và hỏa yến mỗi người đều đóng vai thế thân cho nhau cảm giác này thật khó chịu cuối cùng khi hắn trở về kinh người khác âm thầm so sánh và điều đó đã đạt đến đỉnh điểm vì vậy hắn đề nghị làm mù mắt hỏa yến một nữ tử mù mắt chỉ có thể bị giam cầm trong hậu trạch, không thể gây ra sóng gió. Hắn cũng không cần lo lắng một ngày nào đó người khác sẽ phát hiện sự khác biệt giữa hắn và phi hồng tướng quân trước kia, mà đường muội của hắn lại có nhiều điểm tương đồng với phi hồng tướng quân. Nhưng mà, dù bị mù, Hỏa Yến vẫn không yên lặng như vậy. Không thấy ánh sáng, Hỏa Yến cũng chỉ trầm mặc một thời gian, sau đó, có một lần, khi Hỏa Như Phi đến hứa ra, hắn thấy Hỏa Yến đang lén luyện kiếm một nữ nhân mù một mắt, lại đang lén luyện kiếm. Nàng dường như cảm nhận được có người ở đó, dừng động tác, dò hỏi. Có ai đến đó không? Hòa như phi không nói gì, quay người đi ra ngoài. Khi trở về hòa phủ, hắn đã quyết tâm rằng không thể giữ lại hòa yến. Hòa yến sống sót là một mối đe dọa đối với hòa gia, và cũng là lời nhắc nhở cho hắn rằng hắn không phải phi hồng tướng quân, hắn mãi mãi không thể bằng phi hồng tướng quân. Chỉ đến khi hòa yến chết, Hòa Như Phi mới có thể yên tâm. Kiếm thuật của hắn là bắt trước hỏa yến, nhưng bây giờ, trong tay nữ tử này, nó yếu ớt như trò chơi của trẻ con. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu, tiếng gọi. Đại ca. Khiến hắn nổi da gà. Thanh lang, không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, hỏa yến liếc hắn một cái, cười nhẹ nhàng xoay người nhặt lên. Nàng nhìn thấy hòa như phi bị mình đá ngã xuống đất, cười nói. Cảm ơn hòa công tử, thanh lang kiếm từ nay sẽ là của ta nàng cầm kiếm trong tay quay người bước ra khỏi sân rộng mọi người đều sững sờ đây không phải là việc mà hòa như phi có thể làm một người lưu tình không thể bị một nữ tử đánh ngã xuống đất một cách chật vật như vậy tư thế quỳ xuống thật sự nhục nhã yến hạ nhíu mày hỏi tiêu giác trước đây hòa yến nói xấu hòa như phi với ta ta còn tưởng là để nịnh nọt ta nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ giữa nàng và hòa như phi có khúc mắc lớn người có biết hòa như phi đã làm gì để đắc tội nàng không nhưng không đợi tiêu giác trả lời hắn lại nói được rồi ta không muốn biết giữa sân không ai mở miệng tất cả đều bị kết quả này làm cho sững sờ ai có thể nghĩ rằng phi hồng tướng quân lại thua dưới tay một nữ tử mã ninh bố ánh mắt khẽ động trước khi đám người kịp nói gì hòa như phi đột nhiên nhảy lên rút ra một cây trùy thủ từ trong ngực hung hãn lao về phía hỏa yến cẩn thận lâm song hạc không nhịn được thốt lên sở chiêu cũng không khỏi lo lắng hỏa yến nhướng mày né mình tránh đi, hòa như phi vồ hụt nhưng không bỏ cuộc, chủy thủ trong tay lóe sáng, không biết có phải đã tầm độc, hắn ép sát từng bước về phía Hòa Yến. Ngay sau đó, Tiêu Giác bay lên trước, đã đến quảng trường đất trống, hắn tiện tay rút kiếm Ẩm Thu trong tay Hòa Yến, một cước đá bay chủy thủ trong tay Hòa Như Phi, mũi kiếm lướt qua cổ Hòa Như Phi, để lại một vết máu mỏng. Ngươi dám động thêm một cái? Tiêu Giác mắt lộ ra ánh lạnh, lạnh lùng cảnh cáo ta không ngại ở đây thất thủ một lần cảm giác lạnh bút trên cổ khiến hòa như phi tỉnh lại hắn nhìn vào nam nhân trước mặt ánh mắt lạnh lùng của tiêu giác khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo tiêu giác khác với hòa yến nữ nhân kia chỉ muốn dọa hắn nhưng nam nhân này thật sự muốn lấy mạng hắn hòa như phi cố gượng cười chỉ là cùng vũ an hầu luận bàn một chút tiêu đô đốc không khỏi quá lo lắng luận bàn tiêu giác ánh mắt sắc bén châm biếm nói ta không ngờ hòa công tử lại thích đánh lén khi luận bàn. Càng không ngờ hòa công tử lại quá xem trọng thắng bại như vậy. Lời này vừa nói ra, đám quan chức lập tức xôn xao bàn tán. Đúng vậy, đánh lén một nữ tử, thật không đúng phép tắc. Có chơi có chịu, làm như vậy cũng không giống nam nhân chút nào. Nhưng Vũ An Hầu phản ứng thật nhanh, kiểu này đều không thể đạt được, nàng thực sự thiện chiến dũng mãnh, không phải nói ngoa, có tài thực sự, chẳng lẽ hòa tướng quân thật sự không bằng nàng nói cũng khéo, cô nương này cũng họ hòa, hòa, nếu sau này muốn làm tướng quân, người đoán tên tướng quân nào sẽ lợi hại hơn. Người luyện võ, tài thính hơn người, tiếng nghị luận của đám quan chức lọt vào tai hòa như phi, hắn không nhịn được nắm chặt nắm đấm, cảm thấy đầu óc đau nhức. Lại nữa, lại nữa, rõ ràng hòa yến đã chết, tại sao lại xuất hiện một người trùng tên trùng họ hòa yến, tại sao hắn vẫn không bằng nàng. Trên đài thiên tinh, sắc mặt của văn tuyên đế trở nên rất khó coi ban đầu nghĩ rằng có thể trước mặt sứ giả ô thắc thể hiện một màn đấu kiếm đẹp mắt không ngờ cuối cùng lại là kết quả như vậy thật sự là mất mặt hòa như phi không chỉ thua dưới tay nữ tử mà còn thua một cách không đẹp điều này còn có thể bỏ qua nhưng cuối cùng lại còn mưu toan đánh lén chuyện này là sao hôm nay thật sự là khiến người ta chế diễu ẩm thu trên cổ vẫn không rời đi hòa như phi đứng sau lưng hỏa yến mặc dù trong lòng có ngàn vạn hoài nghi nhưng trước ánh nhìn của mọi người lại có tiêu giác che chở, cuối cùng, hắn chỉ có thể không cam lòng mà phải giả vờ cười nói. Là ta thua, Vũ An Hầu không hổ là nữ trung hào kiệt, vừa rồi chỉ đùa với cô nương một chút, mong cô nương không để trong lòng. Hỏa Yến nhìn hắn, cũng cười đáp lại. Không có gì, ta cũng không để trong lòng. Hòa như phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hòa Yến không làm lớn chuyện, tạm thời che giấu việc này, sau này từ từ tính tiếp cũng không muộn, chỉ là không ngờ tiêu giác và hỏa yến đã nhắm vào mình, chẳng lẽ chuyện ám sát hỏa yến trước đây đã bị bọn họ phát hiện. Hòa như phi vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe thấy nữ tử trước mặt cười khẽ nói. Nhưng mà hòa công tử, tại sao ngươi lại có thanh lang kiếm, còn giấu trong ngực một cây trùy thủ tầm độc? Giọng nàng không cao không thấp, vừa đủ để quảng trường đám người nghe thấy. Trong chớp mắt, lời nói này kích thích ngàn cơn sóng, mọi người nhìn về phía hòa như phi với ánh mắt khác biệt tẩm độc thật sao phi hồng tướng quân mang một cây chỉ thủ tẩm độc để làm gì hòa như phi không ngờ rằng hòa yến lại đột nhiên làm khó mình trên mặt vẻ bối rối chợt lóe lên mắng ngươi nói bậy bạ gì đó có đúng không hòa yến vẫn mỉm cười không hề tức giận nói có lẽ ta nhìn nhầm vậy hòa công tử có dám dùng chỉ thủ này thử trên tay mình không nếu không có gì ta sẽ tin ngươi rằng chỉ thủ này không có độc hòa như phi nghẹn lời không đáp lại được. Trùy thủ này thực sự tầm độc, nếu không gặp máu thì không sao, nhưng nếu đổ máu, độc dược sẽ nhanh chóng thấm vào, chỉ vài bước là thổ huyết mà chết. Gần đây vì đủ loại sự việc, hắn trong lòng bất an đa nghi, mang theo cây trùy thủ này bên người. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lấy ra làm tổn thương người. Nhưng khi bị nữ nhân này khiêu khích, hắn nhớ đến hỏa yến đã chết, dễ dàng khơi dậy sự tàn nhẫn và phẫn nộ trong lòng, mới không kiềm chế được mà động thủ. Nhưng bây giờ, lại bị tiêu giác nắm được thóp. Chờ đã, trong lòng hắn thoáng qua vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ hỏa yến từ đầu đã cố ý khiêu khích, chỉ để dẫn đến giờ phút này. Nhưng làm sao nàng biết được hắn giấu trùy thủ này trong người, hỏa yến một nữ tử, tự nhiên không thể, vậy chính là tiêu giác. Trong hòa gia chẳng lẽ có người của tiêu giác, hắn chậm chạp không nói lời nào, trong mắt mọi người, chính là có tật giật mình, lại không cần biết ra sao, chỉ là cuộc tỉ thí này, trong mắt bách quan, ấn tượng về hòa như phi cũng rất xuống ngàn trượng. Nếu như Hòa yến nói đúng, trùy thủ này có độc, thì vừa rồi hòa như phi thừa dịp đánh lén Hòa yến, không chỉ là không chịu thua, mà còn ác độc tàn nhẫn. Nếu không có tiêu giác, ai biết kết cục sẽ ra sao? Chẳng lẽ đại ngụy phi hồng tướng quân, nguyên lai lại là người như vậy? Văn tuyên đế chỉ cảm thấy hôm nay một gương mặt mo đều bị mất hết, không muốn nói lời gì. Từ kính phủ đứng trong hàng quan văn, khuôn mặt âm u như muốn chảy ra nước. Hòa như phi vô dụng như vậy, thua dưới tay một nữ nhân, còn bị bắt bím tóc. Đã là tiêu giác ra tay, chỉ sợ ngay từ đầu, hòa như phi đã rơi vào bẫy của hai người này mà không biết. Nhưng, từ kính phủ trong lòng suy nghĩ, tiêu giác lớn như vậy cái vòng tròn, rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm song hạc đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ, trùy thủ của hòa công tử rốt cuộc có độc hay không, thảo dân xem xét sẽ biết không bằng để thảo dân tiến lên nhìn qua, tránh cho hai vị tướng quân hiểu lầm làm tổn thương hòa khí. Bình tĩnh mà xét, Lâm Song Hạc không có ác cảm với Hòa Như Phi. Khác với Yến Hạ, hắn cùng Hòa Như Phi, năm đó còn có tình đồng môn. Cùng nhau tiến bộ. Mặc dù không biết giữa Tiêu Giác và Hòa Như Phi xảy ra chuyện gì, nhưng theo hiểu biết của Lâm Song Hạc về Hòa Như Phi, hắn không phải loại người ác độc đánh lén, chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Đến lúc này, hắn vẫn hy vọng tiêu giác và hòa như phi có thể nối lại tình xưa, ít nhất không cần phải rút kiếm dương cung như vậy. Hắn tự nhận là có ý tốt, không ngờ hòa như phi nghe vậy, ngừng lại chốc lát, cắn răng nói. Không cần, chỉ thủ này quả thật có độc. Bách quan xôn sao, văn tuyên đế giận dữ nói. Hòa như phi, người mang chỉ thủ tầm độc lên đài thiên tinh, là vì cớ gì? Hòa như phi nghe vậy, tức khắc quỳ xuống, phục phục hành lễ trước văn tuyên đế, ngừng đầu lên nói. Bệ hạ, mấy ngày nay sóc kinh trong thành không yên ổn, mấy ngày trước thần xuất hành gặp thích khách, không lâu trước quý phủ cũng gặp tặc tử. Thần nghi ngờ có người trong bóng tối hãm hại, không khỏi xảy ra ngoài ý muốn, nên giấu một cây trùy thủ trong ngực để phòng bất chắc. Chỉ là hôm nay tình thế cấp bách, cùng Vũ An hầu luận bàn hưng khởi, trong lúc nhất thời quên mất trùy thủ không ổn. Thần hổ thẹn, xin bệ hạ trách phạt. Hỏa Yến nhìn hắn lưu loát nói dối, không nhịn được nhíu mày phải nói rằng Hòa Như Phi cũng là một nhân tài, trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra một cái cớ. Dù rằng cái cớ này rất miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc cũng coi như là một lý do. Từ kính phủ thấy vậy, cũng bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, chuyện hòa tướng quân quý phủ bị mất trộm, lão thần cũng có nghe. Mang theo trùy thủ, dù rằng có chút không ổn, nhưng không đến mức đáng tội chết. Hôm nay thiên tinh đài tổ chức yến tiệc, không nên thấy máu, mong rằng bệ hạ xử lý nhẹ nhàng. Tuy nhiên hành động lần này của hòa tướng quân thực sự nguy hiểm, sơ ý một chút có thể tổn thương Vũ An Hầu, chỉ sợ tiêu đô đốc sẽ giận dữ vì hồng nhan. Lời nói của hắn nhẹ nhàng mang theo vài phần trêu chọc, rõ ràng là muốn giúp hòa như phi chuyện lớn hóa nhỏ. Dù sao giữa Hòa Như Phi và hắn cũng có nhiều liên hệ trong bóng tối. Nếu Hòa Như Phi thực sự xảy ra chuyện, liên lụy đến hắn sẽ không tốt. Từ kính phủ nhìn về phía Hòa Yến, cười nói. Vũ An Hầu chắc hẳn đã rất kinh hãi tất cả mọi người nhìn từ kính phủ và tiêu giác, hai người này là tử đối đầu, trong chiều trên dưới đều biết, tiêu giác nhẫn tâm vô tình, thế nhân đều biết, nhưng vị hôn thê của hắn, vụ ăn hầu, lại luôn cười tươi, nói chuyện ôn hòa, có chừng mực, trông như người dễ nói chuyện. Nhưng nếu trước mặt nhiều người như vậy, hoa yến không buông tha, hùng hổ dọa người, không chỉ lộ ra thân phận nữ tử quá mức vô lý, mà còn khiến văn tuyên đế không thích. Dù sao, đây coi như là việc xấu trong nhà, ngay trước mặt người ngoài, tốt nhất đừng làm lớn chuyện. Từ kính phủ đưa ra cái thang, văn tuyên đế cũng vui vẻ mở miệng, trách mắng. Hòa như phi, còn không mau xin lỗi vũ an hầu. Hòa như phi vội vã chắp tay hành lễ với hòa yến, nói. Xin lỗi, vũ an hầu, vừa rồi luận bàn, tất cả đều do ta tranh cường háo thắng, suýt nữa tổn thương hòa cô nương. May mà cô nương không sao. Mặc dù hắn nói chuyện với hòa yến, ánh mắt lại hướng về tiêu giác bên cạnh. Theo Hòa Như Phi, hành động của Hòa Yến chắc chắn là do Tiêu Giác bày mưu. Hắn không lo lắng về Hòa Yến, nhưng không thể không kiêng kỵ Tiêu Giác. Tuy nhiên, trong sự kiêng kỵ, Hòa Như Phi lại có chút đắc ý. Tiêu Giác có thể làm gì? Văn Tuyên Đế đã lên tiếng, dù bất mãn đến đâu, cũng chỉ có thể bỏ qua việc này. Từ tướng vẫn là lợi hại, không thua thiệt khi bồi dưỡng một tâm phúc, đi theo con đường của Từ Kính phủ. Hắn vừa nghĩ như vậy, đã thấy vị đại ngụy hữu quân đô đốc đứng trước mặt, liếc nhìn hắn với ánh mắt che cười, như đang nhìn một vai hề nhảy nhót. Trong lòng hắn lập tức nổi lên ngọn lửa vô danh, chưa kịp nói gì, đã nghe Hòa Yến mở miệng. Hòa Yến nói, Hòa công tử không cần xin lỗi ta, dù sao ngươi cũng không thật sự làm ta bị thương, nếu hôm nay tổn thương đến thánh giá, Hòa công tử mới thật sự một con đường chết. Hòa như phi biến sắc, ngươi nói gì, hắn vô ý thức nhìn lên đài thiên tinh của Thượng Đế Vương ta nói. Hoa Yến xoay người nhặt lên trùy thủ mà Hòa Như Phi vừa đánh rơi, trong tay xoay một cái, rồi nhìn hắn, chậm rãi nói. Hòa công tử trăm phương ngàn kế giấu một cây trùy thủ trên người, thật là để làm tổn thương ta sao? Ta chỉ là một nữ tử, cớ gì Hòa công tử phải cực khổ như vậy, Hòa công tử thật sự muốn hại người. Nhưng thực ra là bệ hạ a. Lời đến cuối cùng, thanh âm sắc như dao, khiến mọi người ở đây đều không khỏi kinh hãi. Hòa Yến Hòa như phi không đợi nàng nói tiếp, lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Ngươi không được ở đây ngậm máu phun người, ngươi đây là vu cáo, bệ hạ. Hắn vội vàng nhìn về phía văn tuyên đế, cao giọng kêu oan. Vi thần tuyệt không có giá tâm này, không biết thần đã đắc tội vũ an hầu hay tiêu đô đốc ở điểm nào, mà lại muốn vùi lấp thần vào bất nghĩa. Từ kính phủ cũng không ngờ hòa yến lại đeo mũ thí quân trực tiếp lên đầu hòa như phi như vậy, nghe vậy vội nói. Vũ an hầu, lời này không thể nói lung tung, hòa tướng quân chỉ là luận bàn lỡ tay làm ngươi bị thương, sao có thể đến mức dồn hắn vào tử lộ. Bệ hạ, vi thần trước đây theo phủ Việt quân bình định phản loạn, chỉ nguyện đại ngụy quốc thái dân an, tâm nguyện cả đời của vi thần là bảo vệ đại ngụy thổ địa cho bệ hạ, tuyệt không hai lòng, bệ hạ, xin hãy tin tưởng lòng chung của vi thần. Hòa như phi kêu lên, mã ninh bố có chút chừng lớn mắt, không ngờ rằng sẽ xảy ra một màn này, thật sự rất thú vị. Mặc dù Hòa Như Phi cùng nhóm người ô thác có hợp tác, nhưng người ô thác cũng không thật sự tin tưởng hắn. Dù sao Hòa Như Phi lãnh binh thủ đoạn, rõ như ban ngày. Đại ngụy có hai đại danh tướng, nếu liên thủ, đối với ô thác quốc mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bây giờ nếu bẻ gãy một cánh tay của văn tuyên đế, đại ngụy có thể bị xé mở một lỗ hồng. Hắn không có ý định nói chuyện. Đế vương ngồi trên cao tỏa, nhìn xuống phía dưới đám thần tử đang dập đầu, thần sắc có chút khó lường mặc dù là một đế vương bình thường, không sở trường triều chính, nhưng lại có phẩm chất thiên sinh của đế vương, đa nghi. Không đề cập tới còn tốt, một khi đã vùi vào một hạt giống, ánh mắt nhìn người cũng có sự biến hóa. Nhưng các võ tướng nghe lời của Hòa Như Phi vừa rồi, lòng đầy lo lắng, không nhịn được mà lên tiếng cho Hòa Như Phi. Đúng vậy, Hòa tướng quân vì bình định Tây Khương mà không màng sống chết, lòng chung rõ ràng, làm sao có thể mưu hại bệ hạ. Lời của Vũ An Hầu có hơi quá, nếu thật muốn hại người cần gì phải không màng sống chết để đánh trận ta nghe trong quân doanh nói rằng phi hồng tướng quân lòng son dạ sắt thấy chết không sờn tuyệt không phải loại người như vậy đủ loại tiếng nghị luận truyền vào tai hỏa yến nàng mỉm cười không bình luận gì đến khi trên sân dần dần an tĩnh lại nàng mới chậm rãi mở miệng phi hồng tướng quân trung thành báo quốc uy phong lẫm lẫm không ai sánh bằng đương nhiên sẽ không làm việc phản quốc khí quân thế nhưng nàng mỉm cười nhìn về phía hòa như phi ánh mắt dần dần lạnh đi hòa công tử ngươi là phi hồng tướng quân sao hòa như phi như rơi vào hầm băng nữ tử trước mặt nhìn mình khóe môi hơi lạnh ánh mắt nàng tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm giống như đang nhìn một thứ không có ý nghĩa nàng khinh thường hắn sở chiêu khẽ giật mình có người bên cạnh nói thầm vũ an hầu nói vậy là có ý gì hòa tướng quân đương nhiên là phi hồng tướng quân mà yến hạ nhíu mày nhìn chằm chằm hòa như phi ánh mắt thêm phần xem xét kỹ lưỡng hòa như phi nói ngươi nói cái ta nói lần này không chờ hắn nói xong hòa yến ngắt lời hòa công tử đóng vai phi hồng tướng quân lâu như vậy không mệt sao ta thấy ngươi mang tấm mặt nạ này cũng nên tháo xuống nàng thản nhiên nói thiên tinh đài lập tức náo loạn lên dù văn tuyên đế ở đây cũng không thể kiểm soát được tình hình có một chớp mắt như vậy Hòa Như Phi cảm thấy như bị lột sạch, đứng dưới ánh mặt trời chói mắt không thể mở mắt. Cùng với hắn, hứa chi hằng cũng như bị sét đánh. Hắn run rẩy, trong mắt đầy kinh hoàng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, mau trốn, mau trốn, nhưng vừa muốn động, mới phát hiện hai chân như nhũn ra, không còn khí lực để bước đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hòa Như Phi miễn cưỡng duy trì thần sắc, oán hận nói. Vũ An Hầu chẳng lẽ động kinh, giả vờ là phi hồng tướng quân, mặt nạ gì là bệ hạ tự phong ta làm phi hồng tướng quân há có thể giả muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do nguyên tưởng rằng vũ an hầu nữ trung hào kiệt lòng dạ rộng lớn không ngờ lại nhỏ nhen như vậy biết vậy đã không nên tỉ thí với ngươi đến lúc này rồi nói những điều này còn ý nghĩa gì hỏa yến cúi đầu nhìn hắn ngươi đóng vai phi hồng tướng quân lâu như vậy nhưng ngay cả một chút dám làm dám chịu của nàng cũng không học được phi hồng tướng quân dám làm dám chịu ngươi làm rồi mà lại không dám thừa nhận vũ an hầu văn tuyên đế nhìn về phía họ yến ánh mắt khó lường lời ngươi nói có ý gì bệ hạ họ yến hướng văn tuyên đế hành lễ phi hồng tướng quân sẽ không phản bội đại ngụy cũng sẽ không phản bội hoàng thượng nhưng hòa công tử sẽ vị hòa công tử này có thể không phải là chân chính phi hồng tướng quân ngươi nói bừa hòa như phi không nhịn được nói nếu ta không phải phi hồng tướng quân thì phi hồng tướng quân là ai? Hỏa yến khóe miệng khẽ nhích, ngữ khí ôn hòa gần như quỷ dị. Hòa công tử, ngươi thực đã quên đi rồi, vị đường muội chết chìm của ngươi sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, hứa chi hằng như muốn té xỉu, từ kính phủ sắc mặt trắng bệch, văn tuyên đế ôm ngực ho khan mấy tiếng, nội thị bên cạnh vội vàng đưa khăn xoa ngực, văn tuyên đế mới nói. Hòa yến, ngươi biết mình đang nói gì không? Ô thác sứ giả hay mua kiếm lúc này đều không quan trọng. Văn Tuyên Đế chăm chú nhìn hòa như phi đang nằm trên mặt đất. Lời nói của Hòa Yến vừa rồi, Thoáng một cái đã hiểu rõ nàng đang nói gì. Mà lúc này không ai dám nghị luận vì sự thật này quá kinh hoàng. Ngụy Huyền Trương chừng lớn mắt, không thể tin được. Yến Hạ cau mày, Lâm Song Hạc ngơ ngác nhìn Hòa Như Phi, khó mà tiếp nhận được những gì vừa nghe. Hoàng thượng. Tiêu Giáp nãy giờ vẫn không nói gì, cuối cùng tiến lên hắn nhìn thoáng qua hòa như phi, mới nói. Hòa đại công tử không phải là phi hồng tướng quân, hoặc có lẽ là phi hồng tướng quân dẫn đầu phủ Việt quân bình định Tây Khương phản loạn trên chiến trường năm đó, và phi hồng tướng quân được phong thưởng sau này, không phải là một người. Vị hòa công tử này không biết chiến tranh, chỉ biết nhận thưởng. Thiên tinh đài vạn người lặng im, văn tuyên đế giọng nói, hàm chứa nội ý khắc chế. Có chứng cứ không? Tiêu giác mỉm cười. Có mươi 235, chân tướng. Ngồi cao trên ngai, đế vương nhìn phong thư trong tay người hầu trình lên, nhưng mãi không nói lời nào. Trong lòng hòa như phi như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, khiến hắn đau lòng. Đến nước này, hắn có thể chắc chắn rằng đêm đó, người đã đột nhập vào hòa gia và lấy cắp phong thư chính là tiêu giác. Nhưng, làm sao tiêu giác biết cách mở hộp đó? Xuất nhập hòa gia như trốn không người, nếu không có nội gian thì sao? Hắn nhìn về phía hòa yến nhớ lại lúc vừa rồi giao đấu với nàng, nàng gọi hắn một tiếng. Đại ca, chứa đựng ngàn vạn cảm xúc, như một oan hồn đến đây để đòi nợ. Chẳng lẽ nàng thật sự? Chân chính phi hồng tướng quân, từng cùng thần học tại hiền xương quán. Tiêu giáp nói, sau trận chiến hoa nguyên, thần phát hiện thân phận hòa tướng quân có điểm đáng ngờ. Khi trở về kinh, thần đã đến hiền xương quán, phát hiện có người phóng hòa tàng thư các, ý đồ thiêu hủy bản chép tay của phi hồng tướng quân. May mà không thành, thần đã so sánh bản chép tay tại hiền xương quán với binh thư mà phi hồng tướng quân từng đọc, chữ viết giống nhau. Còn chữ viết của hòa công tử thì không, dựa vào điểm này làm sao có thể chứng minh thân phận phi hồng tướng quân. Từ kính phủ chậm rãi mở miệng, nhìn chằm chằm tiêu giác với ánh mắt sâu thẳng. Chữ viết con người không vĩnh viễn không thay đổi, theo thời gian có thể biến đổi cũng không phải không thể. Hắn không ngờ tiêu giác lại vòng vo như vậy, cuối cùng lại nói ra chuyện này, nghe qua thật hoang đường đến mức khiến người ta bật cười hòa như phi thật sự là đường muội của phi hồng tướng quân còn hòa như phi chỉ là kẻ giả mạo hưởng công trạng người khác sao có thể như vậy tên đường muội của hòa như phi là gì cũng không ai biết rõ huống chi một nữ tử làm sao có thể có năng lực như vậy hắn cảm thấy tiêu hoài cần thật sự đang nói đùa nhưng nhìn thấy sắc mặt hòa như phi trong lòng lại giật mình trong chớp mắt bao nhiêu điều không rõ ràng lập tức được sáng tỏ hòa như phi có tiếng tăm trong võ tướng, lại không nhờ vào hắn một quan văn mà đứng vững. Dù muốn tham gia tranh đoạt dòng chính, cũng không cần gấp gáp hợp tác với hắn như vậy, ngược lại có vẻ như muốn mượn hắn để che giấu điều gì đó. Từ kính phủ mặc dù đã từng nghi ngờ, nhưng điều tra lại không có kết quả gì, nên tạm gác lại. Bây giờ nhìn tiêu giác nói, có lẽ là thật, dù không rõ tiêu giác làm sao biết những bí mật này, nhưng nếu hòa như phi thật sự có vấn đề, thì với hắn cũng không có lợi nghĩ đến đây, dù không muốn, nhưng trước mắt, từ kính phủ cũng chỉ có thể giúp đỡ hòa như phi nói chuyện. Đây chỉ là một trong những chứng cớ." Tiêu Giác bình tĩnh nói, đưa nhân chứng lên, một phụ nhân được thị vệ dẫn lên quảng trường, nàng ta lá gan rất nhỏ, vừa đến quảng trường, thấy đông người, liền sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. "Khương thị," Tiêu Giác nói, "trước mặt hoàng thượng, hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết, không bỏ sót một chữ." sắc mặt của hứa chi hằng trắng bệch như tờ giấy lung lay như sắp đổ hắn một mực tìm tung tích của khương ma ma trước đó rõ ràng đã nghe được manh mối nhưng người hắn phái đi lại không tìm thấy sau đó vì nguyên nhân của phúc vượng hắn nghĩ rằng khương ma ma đã bị hòa như phi tìm được và hòa như phi định dùng khương ma ma để áp chế hắn không ngờ rằng khương ma ma lại bị tiêu giác tìm thấy khương ma ma vừa thấy hoàng thượng liền hoảng sợ cuốn quýt dập đầu nước mắt rơi lã chã Bệ hạ, bệ hạ, dân phụ thực sự không biết gì cả, dân phụ là người hầu của di nương nhà hứa ra, ngày đó di nương nói muốn giết đại nãi nãi, là ý của đại gia. Dân phụ chỉ dám nhìn từ xa, bọn họ nhấn đại nãi nãi xuống nước, sống sờ sờ mà chết đuối. Dân phụ nghe thấy di nương gọi đại nãi nãi là hòa tướng quân. Đôi mắt của đại nãi nãi cũng bị bọn họ làm mù, dân phụ không có động thủ, dân phụ thật sự không biết gì cả. Trời ạ, à, phụ nhân này nói gì vậy, lúc trước hứa đại nái nái chết chìm mới thật sự là phi hồng tướng quân, bọn họ giết người diệt khẩu sao? Nói như vậy, hứa đại gia cũng biết chuyện này sao? Chẳng phải hứa đại gia rất yêu thương vong thế sao? Đây mà gọi là mối tình thắm thiết sao, thật sự làm người ta dùng mình. Lâm song hạc lầm bẩm Hòa huynh, là hứa đại nái nái. Yến Hạ cũng không giấu được sự kinh ngạc trong mắt, hoài nghi liệu mình có đang nằm mơ hay không. Ngụy Huyền Trương bị người bạn đồng sự bên cạnh đầy một cái. "Ngụy tiên sinh, hóa ra lúc trước vị hòa tướng quân trong học quán của các ngươi, thực ra là một nữ nhi. Ngươi không phát hiện ra sao?" Ngụy Huyền Trương không mở miệng, trong đầu đầy sự không thể tin. Trước đây hắn rất không thích Hòa Như Phi, nếu không có sự bảo cầu tình, hắn đã không cho phép Hòa Như Phi vào học quán từ đầu. Thiếu niên kia chăm chỉ hiếu học, nhưng tiếc rằng không có thiên phú trong việc học, nếu bàn về võ khoa, cũng không thể coi là xuất sắc. Hiền xương quán bồi dưỡng các anh tài tương lai của đại ngụy, những người bình thường như vậy chỉ cần học tại học quán phổ thông là đủ. Chỉ là về sau, Hòa Như Phi dẫn đầu phủ Việt quân đánh Tây Khương, khiến hắn thay đổi cách nhìn một lần. Có thể bảo vệ quốc gia đều là binh sĩ tốt. Bây giờ nhớ lại, khi còn ở hiền xương quán, Hòa Như Phi đã hiện ra những đặc điểm khác với các thiếu niên khác. Chẳng hạn như suốt ngày mang theo một tấm mặt nạ, và hầu như luôn cô đơn một mình. Các tiên sinh vẫn cho rằng hắn vì tướng mạo xấu xí mà tự ti, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Hóa ra thiếu niên luôn vụng về nhưng cố gắng ấy là một nữ hài tử, sợ bị phát hiện thân phận nên luôn cô đơn một mình. Hắn không nói ra được trong lòng là cảm giác gì, Ngụy Huyền Trương từ trước đến nay luôn nghĩ rằng nữ tử nên ở nhà giúp chồng dạy con, không thể xuất đầu lộ diện. Phụ nhân đều là tóc dài kiến thức ngắn, nhưng bây giờ, hắn lại khó nói ra một lời trách móc nặng nề, chỉ cảm thấy phi hồng tướng quân đã chết vừa đáng kính vừa đáng thương. Ngũ hoàng tử nhiễm cắt lặng lẽ kéo một cái áo của nhiễm sóc bên cạnh. Tứ ca, ta, ta không hiểu bọn họ đang nói gì, phi hồng tướng quân thế nào. Nhiễm sóc kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, nói. Không có chuyện gì. Nhìn hòa như phi đang quỳ trước mặt hoàng đế, lòng hắn không khỏi thổn thức. Hắn nhớ kỹ hòa như phi, khi trước hòa như phi tại phủ Việt quân đã nổi danh qua một trận chiến, sau đó được phát hiện là đại công tử của hòa gia trong chiều ai cũng sương tục xuất thân tốt đẹp thế gia công tử đi đánh trận tóm lại là một việc cần dũng khí huống hồ hù, phi hồng tướng quân với tư thế oai hùng trong bộ hạ có nhiều truyền thuyết hắn cũng kính nể không thôi nhưng bây giờ tiêu giác lại đem sự thật này để lộ vị dũng tướng không mang tính mạng mình trên chiến trường dưới khôi giáp lại là một nữ nhi yếu đuối mà chờ sau khi đánh thắng trận công huân không phải của nàng cán dương cũng không phải dành cho nàng thậm chí thân phận cũng không phải là của nàng cuối cùng nàng chết dưới âm mưu của người trong nhà nghe mà lòng cảm thấy tàn nhẫn ánh mắt của hoàng đế nặng nề nhìn về phía hứa chi hằng trong đám quan văn hứa chi hằng việc này ngươi cũng biết không không thần bị oan uổng hứa chi hằng hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất là tiện nhân kia nói xấu thần thần không có là chủ tử nàng chủ tử Hạ Uyển như cùng phu nhân tranh giành tình nhân, trong bóng tối hãm hại phu nhân, làm phu nhân chết chìm, thần biết việc này sau đó đã giết Hạ Uyển như để báo thù cho phu nhân, nhưng thần chưa bao giờ biết phu nhân chính là phi hồng tướng quân. Thần thật không biết. Nước mắt hắn rơi lã trả, lời nói cực kỳ chân thành, ai nhìn cũng cảm thấy người này thật vô tội. Hỏa Yến lạnh lùng nhìn hứa chi hằng giả vờ, đột nhiên cảm thấy người đàn ông hèn nhát này không còn nửa phần tương tự với thiếu niên mặc áo xanh gặp ở bãi săn năm đó. Thái tử không nhịn được mở miệng. Tiêu đô đốc, không thể chỉ dựa vào mấy phong bản chép tay, một cái nô tài thuận miệng nói mấy câu liền muốn nhất định tội hòa tướng quân. Đây chính là đại ngụy phi hồng tướng quân, huống hồ chân tướng trong miệng ngươi nói có phải quá không thể tưởng tượng nổi. Một nữ nhân mà lợi hại như vậy sao? Nhiễm duyên cùng hòa như phi không tiếp tục, chỉ biết rằng Hòa Như Phi có chút quan hệ với từ tướng. Giờ phút này mở miệng vì Hòa Như Phi, không phải vì Hòa Như Phi, cũng không phải vì từ tướng, mà là vì chắn miệng tiêu giác. Dù sao tiêu giác với hắn là địch, không phải bạn. Chỉ dựa vào những thứ này, đương nhiên không thể nhất định tội Hòa Đại Công Tử, còn nữa. Hắn mỉa mai. Hòa Đại Công Tử sai lầm không chỉ có chỗ này. Nhiễm duyên ngỡ ngàng, từ kính phủ thầm nghĩ trong lòng không hay. Chỉ nghe tiêu giác nói hòa như phi thông đồng với địch phản quốc, để ngăn ngừa thân phận bị lộ, trong trận chiến Hoa Nguyên, đã liên kết với ô thác, không tiếc dùng tính mạng của quân sĩ đại ngụy vô tội, đổi lấy việc ô thác mở một lối thoát. Mã Ninh Bố đang xem trò hay, không ngờ ngọn lửa này lại bất ngờ cháy đến trước chân, khiến ông kinh ngạc, sắc mặt thay đổi. Không ai lên tiếng, trên quảng trường gió lạnh, gào thét qua những lá cờ phấp phới, giống như những oan hồn trên chiến trường cuối cùng đã đến tố cáo oan ức. Hòa như phi. Tiêu giác lạnh lùng chế diễu nói. Ngươi thực sự sợ hãi. Tiêu đô đốc, có những chuyện không rõ ràng, không thể nói bừa. Từ kính phủ nói. Tiêu giác không hề lay động, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ dân chứng cứ lên, hiện ra trong tay hoàng đế. Hòa đại công tử nhà họ hò hòa bị mất trộm, nói là trộm đi đồ cổ văn vật, chỉ là khoản thu nhập thêm, làm cả hòa gia hoảng loạn, toàn thành truy tìm kẻ trộm. Tiêu giác nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Vì sao vậy? bởi vì hòa đại công tử rõ ràng, một khi đồ bị trộm đem ra công khai, hắn nhất định sẽ thân bại danh liệt. Hòa như phi cắn răng nói. Ngươi, ba lá thư. Thanh niên chuyển hướng hoàng đế. Hai lá là liên lạc với ô thác, một lá. Hắn nhìn lướt qua từ kính phủ, khóe môi khẽ nhếch. Gửi đến từ tướng. Văn tuyên đế bỗng nhiên ngước mắt. Nếu nói, chuyện của Hòa Như Phi trước đó chỉ khiến hắn khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, thì câu nói cuối cùng của tiêu giác lại làm hắn vô cùng phẫn nộ và cảm thấy bị phản bội lớn lao. Từ kính phủ, cùng ô thác, hắn là một vị hoàng đế bình thường, thích làm việc trường quỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là thích bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, việc này trà đạp lên tôn nghiêm của thiên tử, làm sao có thể chịu đựng được. Từ kính phủ sướng sờ, vô ý thức quỳ ngã xuống, miệng lắp bắp. Bệ hạ, lão thần tuyệt đối trung thành, không biết tiêu đô đốc từ đâu giả tạo thư tín mới có thể nói xấu lão thần như vậy lòng trung thành của lão thần với bệ hạ trời đất chứng giám hắn không biết tiêu giác làm sao có được lá thư này cũng không biết hòa như phi giấu thư từ khi nào với hòa như phi hắn không dùng nhiều trí tuệ chỉ là một võ tướng ngang ngược không đáng để tâm nhưng hắn đã chủ quan tự đẩy mình vào hố lửa hòa như phi lại giữ lại một lá thư không tiêu hủy hơn nữa còn bị tiêu giác phát hiện văn tuyên đế nhìn thư trong tay càng xem sắc mặt càng trầm đến cuối cùng không biểu lộ cảm xúc gì phong thư thật hay không trong lòng hắn đã biết nhiều năm qua từ kính phủ ở bên cạnh hắn hắn đều mở một mắt nhắm một mắt đơn giản là nhớ tới khi mình mới lên ngôi từ kính phủ đã giúp đỡ rất nhiều hắn tự cho mình là vị hoàng đế có tình khác biệt với tiên hoàng nhưng hôm nay nhìn lại tình cảm quân thần trong mắt một số người không đáng giá nhắc tới hắn đã cho từ kính phủ quyền lực và địa vị nhưng đối phương vẫn không hài lòng. Thông đồng với địch phản quốc, bốn chữ này vừa ra, ánh mắt hắn nhìn từ tính phủ không còn chút tình cảm nào. Tiêu đồ đốc, võ tướng đứng bên trong, Yến Hạ đột nhiên cao giọng hỏi. Hòa như phi thật sự vì tư dục cá nhân mà bỏ mặc tính mạng của hàng vạn tướng sĩ trong trận chiến hoa nguyên sao. Tiêu giác không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Yến Hạ. Mắt Yến Hạ lập tức đỏ lên. Võ tướng khác với văn nhân, họ sinh tử trên chiến trường, Ngắn bó như anh em ruột thịt. Khi chiến đấu, võ tướng luôn mong muốn bảo vệ đồng đội, hận nhất là hy sinh vô nghĩa. Thế mà có kẻ như xúc sinh, bán đứng chính người của mình, đẩy họ vào chỗ chết chỉ để bảo vệ mạng sống của bản thân. Yến hạ hít sâu một hơi, bước lên phía trước, quỳ xuống trước văn tuyên đế. Mong bệ hạ nghiêm trị hòa như phi, trả thù cho những tướng sĩ vô tội đã hy sinh trong trận chiến hoa nguyên. Các võ tướng ban đầu kinh ngạc, sau đó im lặng rồi cuối cùng đều tháo bội kiếm đao thương, quỳ xuống theo Yến Hạ. Mong bệ hạ nghiêm trị hòa như phi, trả thù cho những tướng sĩ vô tội đã hy sinh trong trận chiến Hoa Nguyên. Tiếng hô vang dội, mã ninh bố trong lòng bất an, nhìn sang văn tuyên đế, thấy vẻ mặt ông cũng chấn động. Tiêu giác lạnh lùng nói. Người ô thác cấu kết với quan viên triều đình, khiến trận chiến Hoa Nguyên trở thành thảm sát, tướng sĩ uổng mạng. Giờ họ giả vờ cầu hòa nhưng thực chất là giáp tâm hại người. Bệ hạ, tiêu giác cuối người hành lễ. Người ô thác lòng lang giả thú, rõ ràng là vậy. Việc cầu hòa này chỉ là giả dối, mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Việc mở chợ trao đổi ở đại ngụy càng là chuyện hoang đường. Điều cấp bách hiện nay là quét sạch những quan viên cấu kết với người ô thác. Từ tính phủ giận giữ mắng. Tiêu hoài cẩn, người đang vu khống. Người ngay thẳng thì không sợ bị oan, sao từ tướng lại kích động thế? Tiêu giác lạnh lùng nhìn từ tính phủ, sau đó quay sang văn tuyên đế, nói. Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Văn tuyên đế bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, làm hoàng đế nhiều năm, nhưng thời gian nhẹ nhõm chẳng được bao nhiêu. Phần lớn thời gian, ông đều mỏi mệt, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, cảm thấy mình thật sự đã già, và vị trí này trở nên quá cao và quá lạnh lẽo. Phụ hoàng. Tứ hoàng tử nhiễm sóc, người luôn giữ im lặng, cuối cùng bước ra, nói với văn tuyên đế. Bất kể lời tiêu đô đốc nói là thật hay giả, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với ô thác lúc này cần được cân nhắc lại. Về phần hòa đại công tử và hứa đại nhân, chân tướng chưa rõ, không thể bỏ mặc việc của phi hồng tướng quân không thể coi thường. Nếu lời tiêu đô đốc là thật, tất cả những ai tham gia vào chuyện này đều không thoát khỏi liên can. Trong lời nói, nhiễm sóc đã ngầm bao gồm cả từ kính phủ. Từ kính phủ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, chỉ cảm nhận một luồng khí nghẹn ở ngực, kiềm chế đến mức như muốn thổ huyết. Tứ hoàng tử nhiễm sóc luôn giữ quy củ, mặc dù từ kính phủ ủng hộ thái tử nhiễm duyên và đề phòng nhiễm sóc, nhưng trong lòng hắn, nhiễm sóc không có can đảm tranh giành ngai vàng. Nếu có, thì đã không kéo dài đến bây giờ. Nhiễm sóc tính tình giống văn tuyên đế, mang theo chút nhân từ vô dụng của hoàng gia, vì vậy, hắn nhất định không sánh bằng nhiễm duyên. Nhưng vào lúc này, nhiễm sóc mở miệng, trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà. Quả nhiên, văn tuyên đế liếc nhìn nhiễm sóc, không chán ghét việc nhiễm sóc can thiệp vào chính sự, ngược lại cảm thấy lời nói của nhiễm sóc giống như mở ra một lối thoát cho tình thế trước mắt, giúp ông tỉnh táo lại từ cảm giác bị phản bội. Từ kính phủ nhìn sắc mặt văn tuyên đế, thầm nghĩ không tốt. Nếu văn tuyên đế mở miệng chấp nhận lời của nhiễm sóc lúc này, thì hòa như phi sẽ không còn cơ hội xoay chuyển. Không có cơ hội xoay chuyển, lá thư này sẽ trở thành bằng chứng phạm tội của hắn. Hắn không thể ở đây, vào thời điểm này bị bắt đi, chỉ còn lại nhiễm duyên ở bên ngoài, tên ngốc đó hoàn toàn không có cách nào cứu hắn. Tiêu Hoài Cần sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ cần hôm nay thoáng qua, hắn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội lật lại bàn cờ. Bè hạ, từ kính phủ nước mắt lưng tròng. Lão thần oan uổng, lão thần cho rằng những gì tiêu đô đốc nói đều là bịa đặt, không có một câu nào là thật. Mọi người nói phi hồng tướng quân và phong vân tướng quân thường hay bất hòa, bây giờ xem ra là đúng nhưng lão thần không biết hòa tướng quân đã làm gì để chọc giận tiêu đô đốc, khiến ông ta phải làm ra chuyện độc ác như vậy. Dù đến lúc này, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiêu đô đốc không nói dối. Một giọng nữ đột nhiên vang lên, sắc nhọn trói tai. Hòa Yến giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy trong đám người có một phụ nhân lào đảo chạy tới. Phụ nhân này y phục bẩn thỉu, giống như đã lăn lộn ở đâu đó, không rõ từ đâu xông ra tóc tai rối bù nhưng dung mạo lại rất xinh đẹp. Đó chính là Hòa Nhị Phu Nhân. Hòa Yến sững sờ, muốn tiến lên nhưng lại sợ bị phát hiện mưu đồ, đành phải đứng yên tại chỗ. Tiêu giác cũng ngạc nhiên, Hòa Như Phi thần sắc chấn động, Hòa Nhị Phu Nhân không nhìn đám người, lao thẳng tới tiên tinh đài, phủ phục trước văn tuyên đế, cao giọng nói. Thần phụ có thể làm chứng, bệ hạ, thần phụ có thể làm chứng. Hòa Như Phi không phải là phi hồng tướng quân, hắn chỉ là kẻ giả mạo. Trước đây, Hòa Như Phi và nữ nhi của ta cùng ra đời, nhưng Hòa Như Phi yếu đuối, đại phu nói hắn không sống quá 3 tuổi. Phu quân ta và đại ca vì bảo vệ tước vị, đã cho nữ nhi của ta, Hòa Yến, giả làm nam trang và trao đổi thân phận với Hòa Như Phi. Tay Hòa Yến khẽ run. Hòa nhị phu nhân bò tới trước hai bước. Nữ nhi của ta 16 tuổi lên chiến trường, may mắn lập được công lao, khi trở về kinh, Hòa Như Phi đã khỏi bệnh. Khi bệ hạ phong thường điểm tướng, Hòa Yến và Hòa Như Phi đã trở về đúng vị trí. Việc này vốn không có gì. Nàng thờ dốc, oán hận chỉ về phía Hòa Như Phi. Nhưng bọn họ phát rồ. Vì sợ thân phận bị lộ, họ đã đầu độc nữ nhi của ta. Đầu tiên là làm mù mắt nàng, sau đó nhấn chìm nàng dưới hồ nước. Tiêu đô đốc không lừa gạt ngài, bệ hạ. Hòa nhị phu nhân kêu lên. Nữ nhi của ta, Hòa Yến, mới thật sự là phi hồng tướng quân. Phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn